Hey, hôm nay mình tiếp tục với topic 5 nhé. Mình chỉ còn topic 5, 6, 7 thôi là mình kết thúc môn này rồi. Và ba cái topic này thì đều nằm trong phần macroeconomics. Đó là ngành cổ. Ok. Topic hôm nay là Monetary and Fiscal Policy. Đây là một topic rất là quan trọng trong macroeconomics. Đây là nói về hai cái chính sách can thiệp vào nền kinh tế của chính phủ, là chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Thế thì bây giờ mình sẽ đi vào nội dung đầu tiên trong cái topic này, đó là Money and Inflation, tiền tệ và lạm phát. Chúng ta có hết cái mind map của phần này rồi đúng không ạ? Cái mind map của phần này là gửi từ bài hôm trước ấy, gửi từ tuần trước ấy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào từng mục một. Trước tiên là trước khi đi vào cái phần money và inflation thì sẽ có một cái nội dung nói qua một chút về thế nào là fiscal policy và thế nào là monetary policy. Fiscal. Monetary. Vậy thì phân biệt một chút chính sách. Hai chính sách này đều là chính sách của chính phủ tác động vào nền kinh tế đúng không ạ? Thế nhưng mà tác động như thế nào thì fiscal policy là chính sách mà ở đấy thì chính phủ sẽ tác động vào nền kinh tế thông qua hai kênh. Thứ nhất là kênh government spending. Và thứ hai là kênh sử dụng taxation. Em tưởng là kết thúc rồi mà. Mình kết thúc hết rồi mà nhỉ? Cái đấy mình có trước, mình có một cái bảng ấy, chị có nhớ không? Cái đấy thì em bảo là nó không quá quan trọng, mình có leading indicator này, coincident indicator, lagging indicator ấy. Thì nó, đây, cái bảng của topic 4, nó nằm trong cái phần đấy nó không quá quan trọng nên mình có thể tự tham khảo được rồi. Ok nhá, thế mình tiếp tục nhá. Fiscal policy là nhà nước can thiệp vào nền kinh tế thông qua cái kênh, đó là kênh government spending, tức là nhà nước tăng chi tiêu của bản thân nhà nước này. Và thứ hai là taxation, có thể là giảm thuế thì tức là cái nguồn thu nhập của gọi là disposable income ấy, của cư dân sẽ tăng lên. Thì cả hai cái này đều có thể có tác động đến gì ạ? Cả lớp à, đây là gì, tổng gì, đúng rồi, aggregate demand đúng không, là tổng cầu đúng không nào, đều là tăng chi tiêu, có thể tăng chi tiêu chính phủ directly là thông qua tăng chi tiêu chính phủ, hoặc là indirectly là thông qua việc là làm tăng thu nhập có thể chi tiêu của dân chúng, và như vậy là tăng chi tiêu của dân chúng đấy. Thì đây là cái chính sách đầu tiên là fiscal policy, hay còn gọi chính sách tài khoá. Thứ hai là chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ thì chính phủ sẽ tác động đến nền kinh tế thông qua quyết định của cái Anh gọi là ngân hàng trung ương, là central bank đúng không ạ? Central bank họ sẽ có quyền là gì ạ? Tăng hoặc là giảm cung tiền đúng không nào? Thông qua cái kênh lãi suất chỉ là một trong số các kênh này thôi đúng không? Nhưng mà về cơ bản thì người ta sẽ tác động đến cái gọi là money supply. Đấy, tăng hoặc giảm cung tiền. Thế nếu mà tăng cung tiền thì tức là dân chúng có nhiều tiền để chi tiêu hơn đúng không ạ? Thì cuối cùng là nó sẽ tác động đến cái nền kinh tế. Hoặc giảm cung tiền thì dân chúng có ít tiền đi thì sẽ giảm chi tiêu vân vân. Thì nó cũng sẽ, hai cái này sẽ đều có tác dụng đến cái gọi là economic activity. Activity. Đấy, thì tổng quan là như thế, còn tí nữa mình sẽ đi sâu vào từng chính sách một sau. Đó. Thì sau khi mà đã nói tổng quan được về fiscal và monetary policy thì bây giờ mình sẽ đi vào đúng cái nội dung của mục 5.1 này là money và inflation. Thì mình sẽ phải có một vài cái định nghĩa liên quan đến tiền, thế nào là tiền tệ. Thì định nghĩa chung ấy thì tiền tệ là generally accepted medium of exchange. Đây, generally accepted mean hoặc medium cũng được, exchange tức là gì ạ? Là cái phương tiện trao đổi đúng không, được chấp nhận một cách rộng rãi đúng không nào? Thì hồi xưa thì mình có hàng đổi hàng đúng không, thì bây giờ là hàng đổi hàng thì rất là phức tạp, cho nên người ta quy đổi ra một cái chung gọi là tiền. Thì hàng đổi tiền xong tiền lại đổi hàng thì như vậy nó dễ hơn, thì người ta gọi nó là đây là một phương tiện trao đổi nhưng mà phải được chấp nhận một cách rộng rãi. Đó là định nghĩa của tiền. Thì về function, các cái gọi là function của tiền, tiền thì nó sẽ có những cái chức năng sau.
ba chức năng chính. Thứ nhất là means of payment. Đúng không ạ? Means of payment tức là phương tiện để chúng ta thanh toán. Cái này thì đúng rồi. Unit of account. Đơn vị để chúng ta có thể ghi nhận, đúng không? Vì chúng ta tính giá mọi thứ đều bằng tiền mà. Và thứ ba đó là store of value. Là phương tiện để gì nhỉ? Tích trữ giá trị. Đấy, những cái này thì rất là đơn giản. Lý thuyết này đơn giản, mình có thể đi nhanh nhanh một xíu. Đấy, thế định nghĩa tiền mặt thì mình sẽ có hai loại định nghĩa. Thứ nhất là narrow. Thứ hai là broad, tức là định nghĩa gì nhỉ? Định nghĩa một cách rất là rộng và định nghĩa một cách rất là hẹp, đúng không? Thế thì định nghĩa rộng, à định nghĩa hẹp chúng ta đi trước. Thì mình sẽ gọi cái này là M1. M1 thì sẽ chỉ bao gồm cash and coin. Cash như kiểu là nốt ạ. Đấy, thì định nghĩa tiền một cách hẹp nhất thì chỉ bao gồm gì thôi ạ? Tiền mặt. Tiền mặt bao gồm là tiền bằng giấy và tiền bằng xu, đúng không ạ? Thì người ta gọi cái này là M1, là cái định nghĩa tiền hẹp nhất và cũng là định nghĩa tiền mà nó có tính hiệu quả cao nhất. Chúng ta sẽ có thêm định nghĩa tiền rộng hơn là M2, thì sẽ bao gồm là M1 này cộng thêm với cả những một số cái loại liquid asset, tức là một số cái tài sản mà có tính thanh khoản rất là cao, ví dụ như gì ạ? Saving account, đúng không ạ? Hoặc là time deposit. Người ta sẽ, mọi người sẽ bảo là saving account hoặc là deposit trong trong tài khoản ngân hàng thì vẫn là tiền chứ, đúng không ạ? Nhưng về cơ bản cái tiền đấy không phải là mình rút ra lúc nào cũng được, đúng không? Mà mình phải chờ đến kỳ hạn là mình rút, cho nên là mình sẽ gọi nó là liquid asset và nó có thể nói là nó có tính thanh khoản gần như là tương đương tiền đó. Thế thì nếu mà mọi người để ý ấy, thì mình có gửi kèm ở đây topic 5 close đây một cái định nghĩa về tiền thì mình có thể tham khảo thêm nhé. Rồi topic 5 đây, mình có nhìn thấy cái này không ạ? Đó, trong cái bảng này thì mình sẽ có định nghĩa này M1, M2, M3. Trong đó đây là định nghĩa của châu Âu đấy. Thì M1 này, nó là tiền trong lưu thông và overnight deposit. Overnight deposit chỉ là tiền gửi qua đêm thôi, cho nên là nó được coi như là tính thanh khoản tương đương tiền. Vậy thì nó được tính vào M1. Xong mình có thể thấy M2 này, cộng thêm là deposit. Tiền gửi ngân hàng với kỳ hạn là up to 2 năm. Đó, hoặc là deposit redeemable at notice of up to 3 months. Đó thì mình thấy thêm là M2, thêm một vài khoản nữa. Và M3 là cái định nghĩa rộng nhất này thì lại có thêm một vài khoản nữa. Và tất nhiên là M3 này thì tính thanh khoản nó sẽ thấp hơn M2, nó sẽ thấp hơn M1. Đó. Thì cái này mình có thể tham khảo nhé, bởi vì là mỗi một quốc gia nó có thể có định nghĩa khác nhau về M1 và M2 và M3. Được chưa ạ? Ok nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ có cái nội dung tiếp theo, đó là money creation process. Money creation process tức là cái quá trình mà tạo ra tiền thì nó đi từ đâu. Thì cái này nó sẽ mang yếu tố hơi lịch sử một chút. Có yếu tố hơi lịch sử một chút nhé. Thế thì cái quá trình tạo ra tiền này này, lịch sử của tiền thì nó phát sinh từ cái gọi là promissory notes. Thì trước khi mà có tiền mặt ra đời thì mọi người đã được mọi người cũng đã biết là chúng ta đã trao đổi giao dịch bằng rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Có thể dùng gia súc gia cầm này, hoặc là vỏ sò vỏ hến vân vân. Thế đến một cái giai đoạn thì chúng ta trao đổi dựa vào cái gì ạ? Vàng, đúng không ạ? Dựa vào vàng. Thì cái việc trao đổi dựa vào vàng ấy đôi khi là nó rất là cồng kềnh, đúng không? Cho nên là người ta mới nghĩ ra một cách, đấy là người ta deposit cái gold này, cái phần vàng này vào các ngân hàng. Và hồi đấy thì cũng không gọi là ngân hàng đâu, nhưng mà người ta tạm gọi là ngân hàng đi nhá, vào các ngân hàng. Và sau đó khi mà chúng ta gửi vào một ngân hàng thì ngân hàng sẽ phát hành cho chúng ta một cái gọi là promissory notes, tức là những cái chứng nhận rằng chúng ta đã gửi tiền vào ngân hàng. Và sau này khi mà chúng ta giao dịch trên thị trường ấy, chúng ta có thể trao nhau cái promissory notes này thay cho cái việc là giao vàng. Đó. Thế thì sau khi mà ngân hàng sau một thời gian họ nắm giữ vàng hộ người dân thì họ thấy rằng là cái nguồn trữ vàng của họ rất là nhiều, đúng không ạ? Và họ đã quyết định là gì ạ?
thay vì là cứ giữ vàng cứ đấy hộ người ta thì họ sẽ làm sao ạ? Cho vay đúng không? Cho vay vàng. Thế thì mới phát sinh ra một cái hình thức gọi là fractional reserve bank. Fractional reserve bank. Đó là những cái ngân hàng mà họ sẽ vừa hold, họ vừa giữ cho chúng ta và họ cũng vừa lend. To earn profit. Đó. Thì cái chức năng của ngân hàng thời bấy giờ là vừa giữ vàng và vừa cho vay ra để có thể thu được lợi nhuận. Thế thì cái việc mà ngân hàng vừa trữ tiền và vừa cho vay tiền ra thì nó sẽ khiến cho là tạo ra thêm được nhiều cái giá trị, tạo ra thêm được nhiều tiền mặt hơn cho xã hội. Đó. Đây thì chúng ta sẽ gọi nó là create money. Đây cả lớp tự nhiên nó bị treo. Đấy. Thì sẽ cùng chúng ta hãy cùng xem là ngân hàng, cái việc ngân hàng giữ và sau đó cho vay tiền ra thị trường thì sẽ tạo ra thêm tiền như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ như sau. Giả sử chúng ta có là giả sử chúng ta thấy rằng là ngân hàng có một cái excess reserve, tức là sau khi mà người ta giữ tiền và người ta cho và người ta thấy rằng là người ta sẽ có excess reserve là $1,000. Chạy này nhỉ. Tức là ngoài phục vụ cho việc giữ tiền và việc chi trả tiền thì họ thấy rằng là họ đang dư ra $1,000 và họ muốn cho vay cái số tiền này. Và tuy nhiên theo quy định thì họ phải có một cái required reserve ratio là 25%. Cái required reserve ratio này mục đích để làm gì ạ cả lớp ơi? Từ chữ bắt buộc này để làm gì nhỉ? Đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng đúng không ạ? Là nhỡ mà có người ra đến rút ý, đột xuất thì mình luôn có một số tiền sẵn ở trong cái két của mình để mình chi trả người ta. Thế bây giờ giả sử required reserve ratio là 25%, tức là gì? Tức là như vậy ngân hàng này có quyền cho vay ra là bao nhiêu ạ? $750, được chưa? Thế bây giờ mình nói first bank này, second bank. Vậy thì chúng ta giả sử như là ngân hàng số 1 này có thể cho ngân hàng số 2 vay là $750, đúng không ạ? Và khi ngân hàng số 2 vay $750 thì họ lại tiếp tục có thể cho ngân hàng số 3 vay bao nhiêu ạ? 75% của 750 đúng không ạ? 750 nhân với 75%. Đúng không ạ? Vậy thế thì mình thấy rằng là lẽ ra số tiền ban đầu của mình chỉ là $1,000 thôi, nhưng mình lại cho vay tiếp ra là $750. Vậy $750 này được coi như là chúng ta tạo thêm tiền cho nền kinh tế. Sau đó đến ngân hàng thứ ba lại cho vay tiếp 750 nhân 75%, tức là lại tạo thêm nguồn money supply cho nền kinh tế, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và đến ngân hàng thứ ba này lại cho tiếp ngân hàng thứ tư vay 750 nhân 75% nhân 75% nữa, tức là lại tạo ra thêm tiền cho nền kinh tế. Thì người ta gọi cái quy trình này là quy trình money creation process, tức là số tiền thực tế mà đất nước in ra chỉ là $1,000 thôi, nhưng các ngân hàng cứ cho vay tiếp nhau như vậy thì khiến cho cái lượng cung tiền trên thị trường tự nhiên nó tự tăng lên. Đấy thì người ta bảo là tạo cái việc ngân hàng cho vay như vậy tạo thêm tiền cho nền kinh tế. Thế thì khi đó mình sẽ cộng này 750 cộng với 750 nhân 75 này phần trăm, lại cộng với 750 nhân 75 phần trăm mũ 2, rồi 75 mũ 3 vân vân. Thì khi mà chúng ta cộng tất cả cái số tiền này lại thì mình sẽ thấy rằng là gì? Cái số tiền thực tế trên nền kinh tế nó sẽ được tính theo công thức là đây, money supply trên nền kinh tế nó sẽ được tính bằng công thức là bằng 1,000 nhân với cả 1 chia cho cái 25% required reserve ratio. Đó thì về cơ bản nó sẽ tăng lên là $4,000. Vậy thì từ $1,000 này thông qua hệ thống ngân hàng bằng việc là ngân hàng cho vay lẫn nhau
thì sẽ khiến cho là lượng cung tiền trên thị trường nó sẽ tăng lên là thành 4.000 đô la. Đó. Hệ thống ngân hàng mình thấy là nó rất là hiệu quả bằng trong việc là tăng cái nguồn money supply. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thêm một cái định nghĩa, nó là money multiplier. Số nhân tiền đấy ạ, nhá. Nhân tiền sẽ được tính bằng 1 này chia cho required reserve ratio. Đấy, thì từ cái công thức này thì chúng ta sẽ interpret ra được như thế nào. Nếu như mà nhà nước giảm cái phần trăm dự trữ bắt buộc thì sẽ khiến cho cung tiền làm sao ở cả lớp? Lượng cung tiền tăng lên, đúng không nào? Cho nên là một trong những cái monetary policy ấy, chính sách tiền tệ của nhà nước ấy, giúp tăng cung tiền đó là gì nhỉ? Làm giảm dự trữ bắt buộc. Nhưng mà giảm dự trữ bắt buộc cũng đồng nghĩa việc là làm sao ạ? Rủi ro cao hơn, đúng không? Rủi ro thanh khoản ngân hàng cao hơn. Đó. Thì từ công thức này thì mình có thể interpret ra được một điều như vậy. Rồi, đấy là nội dung về money creation process ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là money and price level. Tiền và mức giá đây, đúng không? Và khi mà chúng ta nhắc đến price level thì chúng ta nhớ ngay đến thuật ngữ gì ạ? Lạm phát, inflation. Rồi, thế thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ có nhắc lại một chút về cái lý thuyết là quantity theory of money. Lý thuyết về lượng cung tiền đây, đúng không nào? Thế hy vọng là cả lớp vẫn còn nhớ cái công thức này. Chúng ta đã học từ một bài tuần trước, đúng không nào? M nhân V bằng P nhân Y. M là gì ạ? Cả lớp còn nhớ không? Money gì? Money supply, đúng không? Money supply. Số lượng tiền mà được in ra đấy. Mình tạm hiểu là như thế đi ạ. Số lượng tiền trong nền kinh tế. V là gì ạ? Đúng rồi. Đúng rồi, velocity, vòng quay tiền, đúng không nào? V càng cao tức là tiền được lưu thông trong nền kinh tế, được luân chuyển nhanh hơn, đúng không? Velocity. Và tổng hai cái lượng M nhân V này mới gọi là cái real money supply, đúng là cái lượng cung tiền thực tế trên thị trường, đúng không ạ? Đó, thế còn P này là gì ạ cả lớp ơi? Price level, đúng không? Là mức độ về giá, đúng không nào? Và Y này là gì ạ? Real GDP nhé. Cả lớp lưu ý đây, real GDP tức là bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ nó sản xuất ra được trong năm, đúng không nào? Thì mình thấy rằng là gì? Lượng cung tiền đủ để đáp ứng cho việc chi tiêu, mua sắm hàng hóa. Mình tạm hiểu là như vậy, đúng không ạ? Và thông thường thì người ta, các nhà kinh tế đã có những cái quan sát trong lịch sử chúng ta, thì họ thấy rằng là cái V này và cái Y thường là nó sẽ thay đổi một cách rất là chậm, change slowly nhá. Velocity này, cái lượng cái vòng quay của tiền này, nó ít khi có sự thay đổi. Và cái Y này này, real GDP ít khi thay đổi. Mà cái real GDP này tại sao nó ít khi thay đổi? Bởi vì thường ấy, thông thường mà nói thì nền kinh tế hay operate ở cái mức độ là GDP sao, đúng không ạ? Là cái mức độ là full capacity rồi, cho nên là nó rất là ít khi nó thay đổi. Thế cho nên người ta nói rằng V và Y coi như là chúng ta nghĩ rằng là nó constant đi, đúng không? Coi như là nó là một cái biến số, nó ít thay đổi đi. Vậy thì khi đó cái sự thay đổi của cái công thức này nó sẽ chỉ liên quan đến gì thôi ạ? M và P thôi, có đúng không ạ? Chỉ thay đổi giữa M và P thôi. Và mình thấy rằng là gì? Điều này đồng nghĩa việc là khi mà có sự thay đổi về M thì nó sẽ ảnh hưởng đến gì ạ? Đến P. Hay nói cách khác là sự thay đổi cung hay sự thay đổi cung tiền sẽ ảnh hưởng đến lạm phát, đúng không nào? Đến mức độ giá. Tức là cung tiền mà mình tăng thì lạm phát mình cũng tăng, và cung tiền mình giảm thì lạm phát cũng giảm. Đó. Đấy là cái quantity theory of money. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo, đó là theory of demand and supply of money. Lý thuyết về cung và cầu tiền, cái này thì dễ lắm, không có gì khó cả. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi định nghĩa một chút về demand, lượng cầu tiền. Thế thì lượng cầu tiền thì như cũng là nhu cầu hàng hóa thôi, đúng không? Là nhu cầu sử dụng tiền tệ, đúng không nào? Ở một mức lãi suất nhất định nào đó. Thế thì đường cầu tiền nó cũng sẽ là một đường như thế nào cả lớp ơi? Dốc xuống, đúng không? Và đây là gì đây? Quantity of money. Và đây là interest rate.
Thì mình thấy rằng là lượng cầu với hàng hóa thì một bên là lượng và một bên là giá của hàng hóa đúng không? Thì bây giờ ở đây lượng cầu với tiền thì một bên là lượng cầu tiền và một bên sẽ là giá của tiền. Và giá của tiền chính là gì ạ? Lãi suất. Đấy, chúng ta tạm hiểu là như thế. Đó thì cầu tiền, đường cầu tiền nó sẽ là đường dốc xuống như thế này, thì ở mức lãi suất cao hơn thì chúng ta sẽ có nhu cầu sử dụng tiền ít đi. Bởi vì là cái opportunity cost của tiền nó tăng lên. Ta sử dụng tiền tức là ta không được nhận lãi suất từ tiền mà. Đúng không nào? Cho nên là lãi suất càng cao thì nhu cầu sử dụng tiền của chúng ta càng thấp đi. Demand of money thì nó sẽ chia làm ba loại demand khác nhau. Thứ nhất là transaction demand này, thứ hai là precautionary demand và thứ ba là speculative. Ba loại nhá. Thế bây giờ mình cùng xem là ba cái demand này nó có ý nghĩa như thế nào. Cái lượng cầu tiền transaction demand tức là lượng cầu tiền để phục vụ cho cái việc chúng ta thanh toán gì nhỉ? Việc mua sắm hàng hóa dịch vụ của mình, đúng không? Thanh toán cho cái transaction thực tế của mình. Thế thì mình thấy rằng là khi mà GDP tăng lên, real GDP tăng lên tức là sản xuất tăng lên đúng không nào? Sản xuất tăng lên tức là tiêu dùng cũng tăng lên. Để tương ứng với việc là sản xuất mà. Bởi vì người ta sản xuất ra thì phải có người mua chứ, đúng không? Thì khi mà GDP tăng lên thì transaction demand nó sẽ làm sao ạ? Đúng rồi, bởi vì nhu cầu chúng ta thanh toán nó sẽ tăng lên. Các transaction nó sẽ nhiều lên. Thì transaction demand of money sẽ tăng. Cái precautionary demand tức là tiền mà chúng ta, cái nhu cầu trữ tiền để phục vụ cho việc gì ạ? Đúng rồi. Cái từ precautionary tức là gì nhỉ? Cái tính thận trọng đúng không nào? Tính thận trọng. Precautionary demand tức là tiền, nhu cầu giữ tiền để phục vụ cho việc phòng ngừa rủi ro. Ví dụ như là các công ty lớn thì thông thường họ luôn luôn có một trữ lượng tiền nhất định để phục vụ cho việc là mua bán working capital đúng không? Sponsor cho working capital và trả lương nhân viên vân vân. Thì họ luôn giữ trong cái khoảng hạn một lượng tiền nhất định. Và cái cầu tiền đấy thì người ta gọi là precautionary demand. Cái loại thứ ba, speculative demand, là một lượng cầu tiền mà chúng ta hiểu rằng là nền kinh tế muốn giữ để làm sao ạ? À? Để luôn luôn có một cái lượng tiền nhất định để làm sao ạ? À? Để đầu cơ đúng không? Đầu cơ ở đây tức là gì? Là nếu mà chúng ta thấy một cái investment opportunity, một cái cơ hội đầu tư thích hợp thì chúng ta luôn luôn có sẵn tiền để chúng ta có thể đầu tư theo cái hướng đó. Đúng không? Bây giờ chúng ta chưa thấy cơ hội nhưng chúng ta cứ giữ tiền đấy, biết đâu một hai tuần tới nó sẽ có một cái cơ hội. Thì người ta gọi cái nhu cầu tiền đấy là nhu cầu tiền để đầu cơ, speculative demand. Nhá. Đây là gì? To take advantage. Of investment opportunity. Đó. Thì đây là ba cái loại cầu tiền khác nhau. Tiếp tục, chúng ta sẽ nói đến vấn đề là cung tiền đúng không ạ? Supply of money. Và khi nói về cung tiền này thì chúng ta luôn luôn lưu ý đây là real supply nhé. Được cung tiền thực tế. Chứ không phải tính theo lạm phát. Thế thì cái real supply of money ý, thì về lý thuyết chúng ta thấy rằng là nó sẽ luôn luôn là một đường như thế này. Đường như thế nào cả lớp? Thẳng đứng như thế này. Tại sao lại thẳng đứng ạ? À? Thẳng đứng này có ý nghĩa là như thế nào? Lãi suất thay đổi, nhưng cái money supply này nó hiếm khi nào nó thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì như cả lớp biết thì money supply này nó là một cái công cụ của nhà nước để can thiệp vào nền kinh tế. Đúng không? Khi mà không có ý định can thiệp vào nền kinh tế thì nhà nước sẽ không thay đổi cái money supply này. Đúng không? Nó sẽ không theo cái quy luật của thị trường là supply cứ phải là một đường dốc lên. Mà supply này nó liên quan đến cái chính sách của nhà nước, cho nên nó thông thường sẽ không có sự thay đổi và nó sẽ là đường thẳng đứng như thế này. Nhá. Nhà nước chỉ có thể quyết định là gì thôi, ship cái đường này sang trái hoặc ship cái đường này sang phải bằng việc là tăng hoặc giảm cung ứng tiền. Còn lại thì cái cung tiền này của nhà nước nó sẽ không chịu ảnh hưởng của lãi suất trên thị trường. Mình hiểu như vậy. Không, cái này chưa tính nghe nhân cái hệ số 1 trên required rate of return.
cái cung tiền này chỉ là cái cung tiền ban đầu thôi. À, em hơi khó nhìn này. Ok nhá. Thế thì chị có thể viết to ra một tí. Thế này được chưa hay vẫn bé? Zoom to này được cái là nhìn chữ nó to, nhưng mà bị mất một cái là mình không nhìn được cái tổng quan. Đó thì đây là money supply. Thế thì bây giờ mình sẽ có hai tình huống như sau. Ở cái điểm lãi suất này, đây nhá, đây là lãi suất cân bằng rồi, y sao đây rồi. Bây giờ mình sẽ có một cái mức lãi suất ở đây là y2. Một mức này, đi lâu. Thì khi mà cái đường cung tiền và đường cầu tiền nó cắt nhau thì mình sẽ có một cái mức gọi là gì ạ? Lãi suất cân bằng đúng không nào? Lãi suất optimal của thị trường là y sao? Thế nhưng sẽ xảy ra trường hợp là lãi suất trên thị trường nó cao hơn mức này và lãi suất trên thị trường thấp hơn mức này. Thế thì khi mà ở cái mức y cao nhá, lãi suất cao, thì điều gì xảy ra? Khi y ở mức cao này thì mình thấy là lượng gì đang bị thừa và lượng gì đang bị thiếu ạ? Lượng cung đang bị thừa đúng không nào? Và lượng cầu đang bị thiếu, thì người ta nói đây là excess supply. Lượng cung đang thừa. Thế thì khi mà lãi suất cao, lượng cung thừa, thì điều gì sẽ xảy ra? Đúng rồi, thừa tiền thì mọi người sẽ làm sao ạ? Sẽ đi đầu tư đúng không? Thứ nhất là vì thừa tiền cho nên mọi người sẽ đi đầu tư. Thứ hai là vì lãi suất cao thì giá của các cái security thường nó sẽ làm sao ạ? Thấp đúng không nào? Bởi vì chúng ta có cái công thức gì nhỉ? Giá của security chính là discounted cash flow đúng không? Mà khi lãi suất cao thì mà mình discount cái cash flow về ấy, thì giá security sẽ thấp đúng không nào? Vừa thừa tiền mà giá security thấp thì mọi người sẽ làm sao nhỉ? Buy security đúng không? Mua các loại chứng khoán để họ đầu tư. Và khi mà nhiều người mua chứng khoán thế này thì giá chứng khoán nó sẽ làm sao nhỉ? Dạo này cái màn hình này nó cứ nhảy nhảy nhỉ? Nó đi đâu mất rồi? Hình như nó lại bị xóa mất rồi ấy. Hình như nó đầy quá cả lớp bạn, nó lại bị xóa mất rồi. Thôi mình xin phép mình delete đi nhá, clear nhá. Nó đỡ bị... Không sao đâu ạ, clear một tí thôi. Rồi. Lại nhá. Máy này dạo này nó khó hiểu. Đây. Tôi chết. Tôi chết đây. Demand này, supply này. Đi sao đây? Y2 nhá. Đi lâu. Đây ở mức y cao. Ở mức lãi suất cao thì dẫn tới là chúng ta sẽ mua nhiều đúng không ạ? Purchase security. Và khi mà nhiều người mua trái mua chứng khoán thì sẽ dẫn tới việc là gì ạ? Giá của các loại chứng khoán này tăng lên, đúng không? Giá các loại chứng khoán này tăng lên khiến cho là lợi nhuận của chúng ta giảm đi, lợi tức chúng ta giảm đi đúng không? Return giảm sẽ kéo theo lãi suất giảm. Đúng không nào? Vậy thì lãi suất sẽ giảm đến bao giờ ạ? Đến khi nó trở về y sao thì thôi, đúng không nào? Và khi đấy thì thị trường của mình trở về trạng thái cân bằng. Tương tự như vậy, nếu như lãi suất nó thấp thì như thế nào, cả lớp cùng nói xem ạ. Lãi suất thấp thì chúng ta thiếu tiền đúng không? Excess supply, excess demand, tức là demand nhiều hơn supply. Thiếu tiền và đồng thời là lãi suất thấp thì khiến cho là chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Lãi suất thấp thì giá của cái gì nó cao? Giá security cao thì chúng ta sẽ làm sao? Đúng rồi, sell security dẫn tới là gì nhỉ? Khi mà tất cả mọi người đều sell security thì giá của security sẽ giảm đi. Lợi tức nó sẽ làm sao nhỉ? Tăng lên. Đúng không nào? Return tăng lên dẫn tới y nó sẽ tăng lên. Tăng về đâu? Tăng về y sao? Đúng không ạ? Hay chỉ ngược lại trường hợp kia thôi mà. Đúng không? Thế thì tức là gì? Tức là thị trường sẽ luôn luôn có sự tự điều chỉnh để nó trở về trạng thái cân bằng. Đấy là trong trường hợp mà
có sự không cân bằng như vậy. Thế thì bây giờ sẽ có một trường hợp khác như sau. Đây, giả sử như là chúng ta sẽ có cái đường MD đây, money demand đây, money supply MS0 ở đây, và nó sẽ cắt nhau ở điểm Y sao. Do một lý do nào đó, nhà nước tiến hành chính sách tiền tệ và nhà nước quyết định là tăng cung tiền. Tăng cung tiền thì khiến cho là đường money supply nó sẽ dịch chuyển. Nó lưu ý nhé, nó dịch chuyển chứ không phải nó di chuyển nhé. Nó dịch chuyển một khoảng từ MS0 sang MS1. Được chưa ạ? MS0 sang MS1 thì mọi người hãy cùng xem là điều gì xảy ra trên thị trường nhá. Money supply của mình tăng. Đúng không ạ? Vậy thì khi đó ở cái mức lãi suất cũ, thấy rằng là gì đây? Cùng là mức lãi suất cũ thì đang xảy ra điều gì ạ? Đang bị thừa tiền đúng không nào? Thừa tiền thì dẫn tới mọi người sẽ làm gì ạ? Mua security đúng không? Buy security. Và khi mà họ mua security như vậy thì giá hơn sẽ làm sao ạ? Và khiến cho là lãi suất làm sao? Giảm. Và lãi suất sẽ giảm đến mức Y2 sao đây, là mức cân bằng mới. Đó là tác động của việc thay đổi cung tiền. Đúng không ạ? Và khi đó thì thị trường trở về với cái mức lãi suất mới, đó là Y2 sao. Đó. Thì cũng trong nội dung này, money và price level này thì chúng ta sẽ cần thêm cần biết thêm một cái nội dung nữa, đó là Fisher effect. Effect đây. Fisher effect đây. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Thông thường mà nói thì chúng ta sẽ có là lãi suất nominal sẽ được tính bằng là lãi suất real đúng không ạ? Cộng thêm về cái gì ở cả lớp ơi? Đúng rồi, lạm phát nhá. Nhưng mà lưu ý lạm phát này là lạm phát gì? Lạm phát thực tế hay lạm phát gì ạ? Kỳ vọng, đúng không ạ? Lạm phát kỳ vọng. Và tại sao mình lại phải nhấn mạnh lạm phát kỳ vọng ở đây? Bởi vì rằng là gì? Bởi vì là lạm phát trên thực tế hoàn toàn có thể khác với kỳ vọng. Đúng không? Khác với kỳ vọng. Và khiến cho là lãi suất nominal này này, đôi khi là nó sẽ có sự thay đổi so với cái lãi suất nominal kỳ vọng. Đúng không nào? Thế cho nên là khi mà chúng ta đầu tư vào bất cứ một khoản nào, thậm chí là kể cả việc chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng, thì bao giờ người ta cũng sẽ nói là investor sẽ có một cái required rate of return, sẽ có một cái lợi tức được yêu cầu. Và lợi tức được yêu cầu này chắc chắn nó sẽ phải làm sao so với cái lãi suất nominal này à? Cao hơn hay thấp hơn à? Cao hơn đúng không nào? Mình thấy rằng là bởi vì lạm phát trên thực tế có thể khác lạm phát kỳ vọng, cho nên là lợi tức yêu cầu nó sẽ phải bằng là nominal này cộng thêm với một khoản nữa, đó là gì ạ? Risk premium nhá. Risk premium là phần lợi tức tăng thêm để bù đắp cho rủi ro mà nhà đầu tư phải chịu khi mà, trong trường hợp này là khi mà lạm phát nó thay đổi, nó khác với cái lạm phát kỳ vọng của nhà đầu tư đó. Thì cái này người ta gọi là Fisher effect. Đấy, thì trong cái phần Fisher effect này thì mình sẽ nói luôn về cái ảnh hưởng của cost of expected and unexpected inflation. Đây, chúng ta sẽ minh họa tại sao chúng ta cần cái risk premium này. Thì cái thứ nhất đó là về expected inflation, thì chi phí của cái lạm phát mà chúng ta kỳ vọng này ấy, thì nó rất là ít thôi, và nó sẽ chỉ liên quan đến cái transaction cost thôi. Tại sao lại vậy? Khi mà chúng ta có lạm phát ấy,
Và lạm phát là nằm trong kỳ vọng của chúng ta ấy, nó sẽ chỉ liên quan đến việc là chúng ta quyết định giữ tiền mặt hay chúng ta đầu tư cái tiền mặt đấy. Ví dụ expected inflation tăng lên thì sẽ khiến cho là chúng ta mong muốn chuyển tiền thành các gì ạ? Thành các gì ạ? Các công cụ đầu tư đúng không nào? Bởi vì là khi mà lạm phát kỳ vọng tăng lên thì chúng ta sẽ không muốn giữ tiền nữa mà chúng ta sẽ muốn đầu tư. Có thể là chúng ta gửi tiền ngân hàng hoặc là chúng ta đầu tư vào các công cụ trên thị trường chứng khoán đúng không nào? Securities. Như vậy thì chúng ta sẽ phát sinh ra cái gọi là transaction cost bằng việc là chúng ta chuyển đổi tiền thành các công cụ đầu tư. Đúng không? Thế thì bây giờ dựa vào những cái công cụ như là những cái sàn giao dịch chứng khoán này hoặc là chúng ta giao dịch tiền chúng ta không phải đến ngân hàng nữa mà chúng ta có thể dùng điện thoại ấy, thì người ta thấy rằng là cái transaction cost này về cơ bản nó rất là nhỏ, không quan trọng đấy, cho nên là cái cost of expected inflation này về cơ bản nó cũng không có gì là to tát cả, nhưng mà cost of unexpected inflation này thì lại rất là nhiều đúng không, lạm phát mà chúng ta không kỳ vọng. Thì cái unexpected inflation này nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Thứ nhất nó sẽ ảnh hưởng đến cái anh borrower và anh lender, anh cho vay và anh đi vay. Nào bây giờ mình hỏi cả lớp một câu nhé, nếu mà giả sử chúng ta kỳ vọng lạm phát là 7% đúng không nào, nhưng mà cái phần unexpected lạm phát là 2% thì anh borrower và anh lender ai được lợi và ai bị thiệt ạ? Ai lợi nào, ai lợi nào? Borrower lợi hay là lender lợi? Nói lại nhé, nói lại câu hỏi nhé. Rồi, chị nói lại câu hỏi. Ok, bây giờ giả sử là cả borrower và lender đều kỳ vọng lạm phát là 7%, nhưng trên thực tế lạm phát là 9% cơ, tức là nó cao hơn, tức là cái unexpected inflation là 2%. Vậy trong trường hợp này anh nào lợi và anh nào thiệt? Borrower lợi có đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta đang kỳ vọng lạm phát thấp cho nên là họ đang xét cái mức đúng rồi lãi suất cho vay rất là thấp. Vậy mà bây giờ thực tế là gì? Thực tế là inflation cao hơn, tức là gì? Tức là borrower được vay với lãi suất thấp, còn lender là bị cho vay với một lãi suất thấp hơn, nó không bù lại được cái phần lạm phát đúng không nào? Vậy thì người ta nói rằng là unexpected inflation sẽ khiến cho lender bị thiệt đúng không nào? Lender sẽ phải chịu một cái rủi ro nhá, risk bearer đó. Và chính bởi vậy trong cái thị trường ấy mà inflation nó rất là gì nhỉ? Volatile. If we have volatile inflation. Nếu như mà lạm phát nó rất là gì nhỉ? Biến động, nó không đi theo cái lạm phát kỳ vọng thì khiến cho là gì? Thứ nhất là anh em lender sẽ phải làm sao ạ? Charge higher rate. Đúng không ạ? Thứ nhất là cái anh cho vay anh sẽ đặt một cái mức lãi cao hơn so với cái mức expected inflation đã. Và thứ hai là gì? Người ta sẽ giảm đầu tư. Đúng không nào? Bởi vì là đầu tư sẽ rất là rủi ro, người ta không biết được rằng là lạm phát nó sẽ tăng lên bao nhiêu mà cái khoản đầu tư thì nó sẽ bị trap ở cái phần ở một cái khoản nào đó. Thành ra là gì? Thứ nhất là anh lender trả higher rate, và higher rate này sẽ khiến cho là giảm investment. Và thứ hai là mọi người cũng unwilling to lend, tức là mọi người không sẵn sàng cho vay, và không sẵn sàng cho vay thì nó cũng có tác động là giảm investment đúng không nào? Vậy thì overall mình thấy là cái sự đầu tư của nền kinh tế nó sẽ giảm đi, và tất nhiên là khi mà đầu tư giảm đi thì cái business activity nó cũng bị giảm đi, hay nói cách khác là gì, sẽ là giảm cái sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đấy, đấy là trong cái trường hợp mà inflation nó có sự biến động volatile. Thì đây là một trong những cái cost of unexpected inflation. Thứ hai cái second cost of unexpected inflation nhé, một cái chi phí của unexpected inflation mà mình cũng có thể mention ở đây, đó là unreliable information of supply and demand, tức là những cái thông tin về tổng cung và tổng cầu nền kinh tế nó không còn đáng tin cậy nữa. Bởi vì sao? Cái tổng cung và tổng cầu nền kinh tế khi mà nhà nước thu thập thông tin ấy là nó dựa trên cái gì?
nominal, đúng không? Nominal value of money, tức là giá trị là giá trị gì nhỉ? Nominal gọi là giá trị trên danh nghĩa, đúng không? Tất nhiên là gì? Nhà nước thì họ không quan tâm đến cái giá trị đấy bằng cái giá trị real value of supply and demand. Thế cho nên là gì? Bao giờ họ thu lập giá trị nominal xong họ phải điều chỉnh cho lạm phát thì mới ra được real value. Thế đôi khi họ thấy là supply and demand nó tăng lên, tăng bấm lên, đúng không nào? Thì họ nghĩ rằng là nền kinh tế đang tăng trưởng. Nhưng thực ra cái sự tăng đấy nó lại không phải đến từ tăng trưởng của real GDP mà đến từ cái gì ạ? Unexpected inflation. Đúng không? Thế cho nên là gì? Nếu mà có unexpected inflation mà nhà nước không nhận thức được, không aware được cái unexpected inflation đấy, thì sẽ khiến cho là các thông tin về cung và cầu của nền kinh tế nó sẽ không đáng tin cậy nữa. Và tất nhiên là gì? Khi mà thông tin nó không đáng tin cậy thì tất cả những cái chính sách đưa ra, đúng không? Nó sẽ không còn làm gì nữa, không còn đủ hiệu quả nữa, đúng không? Không hiệu quả như việc là chúng ta có cái nguồn thông tin đáng tin cậy. Đó. Thì đấy là cause of expected and unexpected inflation. Thế cho nên là gì? Mình thấy rằng unexpected inflation này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế. Thành ra đấy là lý do vì sao mà nhà đầu tư họ phải yêu cầu có thêm một cái risk premium cho họ là vì như thế. Nhá. Thì cái phần này là phần giải thích tại sao chúng ta có cái Fisher effect này. Ok, và nội dung cuối cùng nằm trong cái mục một lớn này đó là role of central bank. Khi nói đến tiền ý, thì người ta thường, khi nói đến money ý, thì người ta thường không nhắc đến anh chính phủ nhiều, mà người ta sẽ thường nhắc đến một anh, đấy là anh gì ạ? Ngân hàng trung ương ạ. Ví dụ ở Việt Nam có gì nhỉ? State Bank ở Việt Nam đúng không? SPV. Thì cái ngân hàng trung ương này thì họ có thể, thứ nhất là họ có thể thay đổi cung tiền, tăng hoặc giảm cung tiền, và thứ hai là họ có thể tác động đến lãi suất của nền kinh tế và đưa ra các cái chính sách tiền tệ. Thế thì bây giờ sẽ giới thiệu một chút đó là role of central bank, tức là họ có những cái vai trò như thế nào trong nền kinh tế. Đây. Thứ nhất, họ là sole supply of money, tức là người cung cấp tiền duy nhất cho nền kinh tế nhé. Người bơm tiền duy nhất ra nền kinh tế. Sole supply of money, và không có bất cứ một ngân hàng nào hay là một tổ chức nào có cái chức năng này. Chức năng này duy nhất chỉ có central bank có thôi. Thứ hai, họ đóng vai trò là ngân hàng đối với cả anh chính phủ cũng như là ngân hàng đối với các ngân hàng khác. Thì mình hiểu rằng là gì? Anh chính phủ anh có chi tiêu đúng không? Còn đôi khi anh cũng phải đi vay. Vậy thì anh đi vay ở đâu? Chính phủ có thể quay ra ngân hàng trung ương để vay tiền, hoặc là chính phủ, và đồng thời là ngân hàng trung ương cũng cho vay ra các ngân hàng thương mại khác. Đây là một cái kênh để họ bơm tiền ra nền kinh tế. Đó thì là banker to government and other banks. Đấy là chức năng thứ hai. Chức năng thứ ba đó là regulator and supervisor payment system. Thì chúng ta lưu ý là liên quan đến tiền thì nó sẽ phải liên quan đến một cái gọi là hệ thống thanh toán đã, đúng không ạ? Hệ thống thanh toán thì ngân hàng trung ương sẽ là cái người ra chính sách, là người quản lý cũng như là người giám sát các cái kênh, cái hệ thống thanh toán của nền kinh tế. Tiếp theo đó là lender of last resort. Last resort này là một cái cụm từ rất hay của tiếng Anh. Last resort có nghĩa là trong cái trường hợp cuối cùng ấy, khi mà không còn ai có khả năng nữa, thì ngân hàng trung ương nó sẽ là người cho vay cuối cùng. Ví dụ như là các ngân hàng thương mại giao dịch với nhau cho vay qua đêm. Không biết các bạn đây có bạn nào làm ngân hàng không, nhưng mà mình được biết là có một cái chức năng của ngân hàng đó là cho vay lẫn nhau, đúng không nào? Overnight lend đấy. Thì ví dụ như là cho vay lẫn nhau để phục vụ cho cái gọi là required reserve, đúng không? Ví dụ như ngân hàng A hôm nay thiếu dự trữ bắt buộc thì có thể đi vay tại của ngân hàng B, đúng không ạ? Thế trong trường hợp cuối cùng khi mà không còn ngân hàng nào có thể cho vay được nữa thì ngân hàng có thể đi vay ai ạ?
central bank, đúng không ạ? Lender last resort. Và trong trường hợp mà nền kinh tế không còn tiền để cho vay nữa thì ngân hàng trung ương vẫn có tiền để cho vay bằng cách nào? In tiền, đúng không ạ? Nó liên quan đến cái chức năng đầu tiên của nó, đấy là nó có chức năng in tiền. Đấy. Tiền của mình đưa không dựa vào, đúng rồi. In dựa rồi. Thứ nhất là như thế này, tiền mọi người nhớ rằng là trước đây mình có cái gọi là gold standard, tức là tiền được được backup bởi vàng. Tức là giả sử tôi có chừng này vàng thì tôi mới được in chừng này tiền. Nhưng cái gold standard đấy đã bị loại bỏ được rất lâu, từ năm 197 mấy đấy, 91 hay 7 mấy đấy. Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái chế độ là fiat money, tức là tiền của mình không bị backup bởi vàng nữa. Tuy nhiên thì cái việc in tiền này này, nó sẽ phục vụ một số cái mục đích nhất định, ví dụ như là liên quan đến việc đảm bảo cái inflation, cái exchange rate, tức là chúng ta không in quá nhiều tiền bởi vì tiền của chúng ta đang có sự neo với đồng gì ạ? Đô la Mỹ, ví dụ như thế. Thì cái việc in tiền hay không ấy, nó còn phụ thuộc vào cái tỷ giá, target in exchange rate của mình là muốn là bao nhiêu. Bởi vì là nếu mà mình cứ in quá nhiều tiền thì dẫn đến việc gì ạ? In quá nhiều tiền thì sẽ dẫn tới là việc là cái tiền của mình nó bị mất giá so với đồng tiền nước ngoài, đúng không? Còn nếu mà chúng ta in quá ít tiền thì tiền của mình sẽ bị tăng quá nhiều giá so với nước ngoài, nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều biến số của nền kinh tế. Không hẳn là như vậy, bởi vì là gì, nếu mà Mỹ in quá nhiều tiền ấy thì nó sẽ dẫn tới là gì ạ? Tiền của họ cũng mất giá chứ, đúng không? Tiền của họ mất giá thì sao? Thực ra mà nói nhá, nó lại là một cái khía cạnh nó hơi đi ngoài cái nội dung này một chút, nó ngoài một chút với mọi người. Thế thì đối với cái những cái nước mà developing country ấy, thì họ muốn là giữ đồng tiền ở giá trị thấp, bởi vì nó sẽ làm sao ạ? Tăng xuất khẩu, đúng không nào? Bởi vì khi mà tiền của mình giá trị thấp thì hàng hóa của mình nó sẽ rẻ tương đối, nó sẽ tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu, đúng không? Nhưng đối với những cái nước mạnh ấy, developed country ấy, thì thông thường họ lại không muốn để phá giá đồng tiền quá thấp. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đồng tiền của họ đang là đồng tiền có giá, đúng không? Và cái giá trị của đồng tiền ấy, nó còn liên quan đến cái gì ạ? Đầu tư nữa, đúng rồi. Và nó sẽ liên quan đến cái vị thế kinh tế của quốc gia đấy trên trường quốc tế. Cho nên là họ cũng rất là hiếm khi họ muốn phá giá cái đồng tiền của mình. Và thứ ba nữa là phá giá đồng tiền sẽ liên quan đến vấn đề lạm phát nữa. Đồng tiền mất giá cũng đồng nghĩa với việc lạm phát nó tăng lên. Nó sẽ có rất là nhiều yếu tố, cho nên các nước mạnh ấy, khi mà họ không quá chú trọng vào cái cán cân xuất nhập khẩu ấy, thì họ thường họ không muốn phá giá đồng tiền. Không muốn phá giá đồng tiền quá nhiều. Đó. Thì mình nhận thấy là như thế. Nhưng tất nhiên là gì? Tất nhiên là việc tăng cung tiền hay là giảm cung tiền, ngoài việc là nó phục vụ cái mục đích về bình ổn cái exchange rate, nó còn một số cái mục đích khác liên quan đến bình ổn inflation nữa, thì tí nữa mình sẽ học về cái phần đấy. Tuy nhiên bây giờ cái gold standard mình đã abandon rồi, mình không dùng gold standard trên toàn thế giới nữa. Ok, next nhé cả lớp nhé. Mình vẫn còn mấy cái row này nữa, mình đi cái này nhanh thôi vì cái này nó hơi boring. Đây, thì mình thấy rằng là một cái vai trò chức năng của Central Bank đấy là chúng ta đấy, đó là người chữ vàng cũng như là chữ ngoại tệ. Thì bởi hồi trước mình có cái gold standard thì chủ yếu là giữ vàng thôi, đúng không? Nhưng bây giờ thì chúng ta lại bỏ gold standard rồi, thì mình sẽ vẫn là chữ vàng và các cái đồng tiền các nước ngoài nữa nhá. Cái việc chữ vàng thì tức là chúng ta đảm bảo rằng tiền của chúng ta có một giá trị nhất định nào đó. Còn việc cái chữ foreign currency này này để làm gì ở cả lớp? Không phải là xuất nhập khẩu, mà này để gì nhỉ? Tức là các công ty chữ ngoại tệ để xuất nhập khẩu thì đúng, nhưng mà ngân hàng trung ương chữ ngoại tệ để làm gì ạ? Để bình ổn tỷ giá. Lúc nào thấy tỷ giá cao quá thì họ có thể bán bớt ra, hoặc tỷ giá thấp quá thì họ có thể mua bớt vào. Đó, thì chủ yếu cái việc chữ này là để bình ổn tỷ giá. Cho nên này mình thấy nhiều khi là cái tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam quá cao ấy, thì mình thấy thời sự họ nói rằng là ngân hàng nhà nước có biện pháp để bình ổn tỷ giá đấy. Rất là đơn giản thôi, là bán đô ra thị trường, bơm thêm đô thị trường, ví dụ như thế. Đó. Và cuối cùng một cái role rất là quan trọng đó là conduct.
Monetary policy. Thế là không có chữ gì này. Monetary thôi nhé, cả lớp nhé. Đấy, là họ có quyền được thực hiện chính sách tiền tệ. Đây, và mục đích của cái chính sách tiền tệ, đây mình trả lời các câu hỏi luôn nhé. Mục đích của chính sách tiền tệ đầu tiên đó là gì nhỉ? Đó là stabilize inflation. Đó, stabilize inflation. Đây là một cái mục đích gọi là rất là quan trọng của một nền kinh tế. Đấy là bình ổn lạm phát. Tiếp theo, có một cái mục đích nữa rất là quan trọng, cũng quan trọng tương ứng, đó là stabilize foreign exchange rate. Đúng không ạ? Đó là hai mục đích quan trọng nhất. Và ngoài ra sẽ còn có một số mục đích khác như là tăng employment này, tác động đến các biến về nền kinh tế đúng không? Đảm bảo là economic growth, positive economic growth này. Đó, đảm bảo nền kinh tế được tăng trưởng với cả mức độ dương và sustainable. Hoặc là moderate long term interest rate. Đó, tức là bình ổn được lãi suất trên thị trường. Thì đấy, có thêm một số cái mục đích nữa và nó liên quan đến một số cái biến số của nền kinh tế. Thì đây là cái objective của việc thực hiện cái chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Long term interest rate. Chữ vẫn hơi bé nhá. Đó, thì đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chức năng của Central Bank nhá, nhá. Cái này thì chỉ là chức năng về mặt lý thuyết thôi, chưa có cái gì khó cả. Ok, bây giờ mình sẽ đến cái nội dung thứ hai của buổi hôm nay, của cái topic 5 này. Đó là monetary policy. Monetary policy. Nhá, thì mọi người vừa theo dõi bài, vừa theo dõi cái mind map nhé, để xem là mình đến phần nào rồi. Thì mình đến phần thứ hai, đó là monetary policy. Phần này chúng ta sẽ discuss chủ yếu về chính sách tiền tệ. Và chính sách tiền tệ được thực hiện bởi ai ạ? Ngân hàng Trung ương nhé, cả lớp nhé. Thế nội dung đầu tiên đó là các tool, các cái công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Thế thì nó sẽ có ba cái công cụ chính, đó là policy rate, reserve requirement và OMO là open market operation. Thứ nhất này, chính sách đầu tiên là thông qua policy rate. Policy rate được định nghĩa là cái lãi suất mà Ngân hàng Trung ương cho vay ra đối với các ngân hàng thương mại. Cho vay ra đối với các ngân hàng thương mại. Thì ở Mỹ thì nó cũng không phải gọi là ngân hàng trung ương mà nó có cái Fed ấy, Federal Fund đấy đúng không nào? Thì policy rate được định nghĩa là cái lãi suất mà Fed cho vay ra đối với các ngân hàng thương mại. Thì cái việc cho vay của các ngân hàng cho vay ra này thì mình lưu ý là nó không phải là tôi đưa tiền cho anh mà và xong rồi anh đến thời gian đáo hạn anh trả lại tiền và lãi cho tôi, mà cái việc mà ngân hàng trung ương cho vay ra các ngân hàng thương mại này thì nó sẽ thông qua một cái gọi là repurchase agreement. Repurchase agreement tức là như thế nào? Central Bank đây. Đây là commercial bank nhá. Thì repurchase agreement tức là các central, các commercial bank, các ngân hàng thương mại đưa cho central bank những cái security của họ. Được chưa? Ví dụ như là các cái trái phiếu như là trái phiếu chính phủ chẳng hạn. Được chưa? Và đổi lại thì central bank, sorry nhé, cả hai đều là bank, commercial bank. Đây, commercial bank bán các cái chứng khoán của họ cho central bank và đổi lại lấy tiền. Được chưa ạ? Và họ có một cái thỏa thuận là sau một thời gian nhất định nào đó thì ngân hàng thương mại sẽ mua lại các cái trái phiếu này với một giá cao hơn so với giá bán ra cho central bank.
Được chưa ạ? Phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán của Central Bank này này, nó sẽ chính là phần lãi mà Central Bank nhận được từ Commercial Bank. Ví dụ nhá, là Central Bank mua với giá là 100.000 đô la chẳng hạn. Đến lúc bán lại thì sẽ là 110.000 đô la chẳng hạn. Thì khi đó mình tính được cái lãi suất nó sẽ là 10%. Được chưa ạ? Đó là một cái ví dụ. Thì Central Bank sẽ luôn luôn cho Commercial Bank vay theo hình thức là Repurchase Agreement. Và cái lãi suất này bởi vậy thì họ hay được gọi là cái lãi gì ạ? Repo Rate. Mọi người thấy cái thuật ngữ này có quen không? Repo Rate nhé. Đó thì ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương có thể tác động lên cái Policy Rate này thông qua chính sách tiền tệ như thế nào? Ngân hàng trung ương, nếu mà ngân hàng trung ương giảm Policy Rate sẽ dẫn tới là Commercial Bank sẽ vay ngân hàng trung ương nhiều hơn đúng không? Sẽ có thêm tiền, và như vậy Commercial Bank sẽ có thêm tiền để cung cấp cho ai? Cho thị trường, cho nền kinh tế đúng không nào? Thì nếu nếu như ngân hàng trung ương giảm Policy Rate đồng nghĩa với việc là ngân hàng trung ương tăng cái lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế, tăng cái Money Supply ra nền kinh tế. Được chưa ạ? Đấy là cái cách tác động. Và tất nhiên là gì? Khi mà nền kinh tế có nhiều tiền hơn thì họ sẽ chi tiêu nhiều hơn, họ sẽ đầu tư nhiều hơn. Nếu chi tiêu nhiều thì tức là làm tăng GDP. Còn nếu đầu tư nhiều thì sẽ làm tăng gì ạ? Tăng cả GDP và tăng cả cái growth của nền kinh tế, đúng không? Đầu tư mà thì sẽ làm tăng cái sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đó, thì đó là cái cách mà thông qua Policy Rate, ngân hàng trung ương tác động đến Money Supply cũng như là tác động lên đến các cái biến số khác của nền kinh tế. Công cụ thứ hai mình có đây là Reserve Requirement. Reserve Requirement là một cái lượng tiền nhất định mà ngân hàng phải nắm giữ để phòng ngừa gì ạ? Rủi ro, đúng không nào? Ví dụ như là ở cái ví dụ nãy của mình ý, là ngân hàng có thể cho vay được 1.000 đô la nhưng họ luôn luôn phải giữ lại 250 đô la để đảm bảo tính thanh khoản, phòng ngừa rủi ro, đúng không nào? Thế thì nếu như mà ngân hàng trung ương giảm cái Reserve Requirement Rate từ 25% xuống còn bao nhiêu? Ví dụ 20%. Đúng không ạ? Thì mọi người thấy điều gì sẽ xảy ra ở đây? Đúng không? Thì mọi người sẽ thấy rằng là lượng tiền cho vay của các ngân hàng nó sẽ tăng lên. Đúng không? Và tăng cái cung tiền của nền kinh tế. Nó tăng cái gì nhỉ? Money multiplier đây. Đúng không? Chị không nắm được. Chị không nắm được. Hình như là đợt đấy như là nó là 10%. Nhưng mà thực sự là chị không nắm được. Đúng không? Tùy thời điểm. Không, nhưng mà thực ra là cái reserve requirement này hình như là đang phải theo cái chuẩn mực ấy, mấy cái standard ấy. Đấy. Bây giờ Việt Nam bây giờ 2 rồi đúng không? Đấy. Bao nhiêu ấy? 8%. Đấy. Hỏi các bạn nào phải đi làm thực tế thì các bạn mới nắm được 8% nhá. Công cụ thứ ba của chúng ta là gì ạ? OMO. OMO đấy là Open Market Operation, nghiệp vụ thị trường mở đấy ạ. Cái OMO này thì đợt vừa rồi ở Mỹ để họ chống lại cái khủng hoảng ấy, thì họ thực hiện cái OMO này rất là nhiều. Open Market Operation này là gì? Đó là Central Bank sẽ mua và bán các chứng khoán ở trên thị trường. Tham gia mua và bán các chứng khoán ở trên thị trường. Và thị trường đây thì thông thường là thông qua mua và bán chứng khoán của các ngân hàng thương mại đấy. Và mua bán này nhá, nó không có cái repurchase agreement, mua đứt bán đứt luôn. Thì mình thấy rằng là có những cái gói bơm tiền của nền kinh tế Mỹ ấy, là họ gì nhỉ, họ bơm tiền ra và họ mua lại những cái chứng khoán của các ngân hàng thương mại. Và khi mà họ mua lại các chứng khoán của ngân hàng thương mại thì thông thường là họ mua lại những cái chứng khoán mà làm sao ạ, khả năng default rất là cao, đúng không ạ? Vì mình thấy rằng ở thị trường Mỹ cái đợt khủng hoảng ấy thì có rất là nhiều gói vay ấy của các ngân hàng thương mại mà có tính default cực kỳ cao, tức là không là người đi vay không có khả năng chi trả ấy. Thế thì bây giờ ngân hàng không còn tiền để bơm ra nền kinh tế để đầu tư và mua sắm nữa, thì khi đó Central Bank ra tay, họ mua lại những cái khoản đấy, họ mua lại những cái khoản nợ mà có tính thanh khoản thấp như vậy và họ bơm tiền ra nền kinh tế thông qua các ngân hàng thương mại. Đó thì gọi là nghiệp vụ thị trường mở.
được chưa? Đấy, mọi người có nhớ không? Ở Mỹ nó có những cái gói này này. Quantity, gọi là quantity easing ấy. Là thông qua kênh này như thế. Dịch là cái gói gì nhỉ? Việt Nam mình dịch là gói gì nhỉ? Có, nghe rất nhiều đấy, nhưng mà đợt đấy có một đợt thời sự nói rất nhiều. Em không nhớ. Từ từ, em thì nhớ lại nhỉ. Quantity easing, gói này gọi là gói gì nhỉ? Ừ, đúng rồi đấy. Tự nhiên không nhớ, toàn nhớ tiếng Anh thôi. Ừ, gói nới lỏng tiền tệ đấy. Đúng là nới lỏng tiền tệ đấy, nhưng mà chị hình như là có một cái thuật ngữ. Ừ, có một cái thuật ngữ cho nó. Chắc là gói nới lỏng tiền tệ. Ừ, đúng rồi, nới lỏng định lượng. Nới lỏng định lượng. Quantity easing. Sau kia mọi người học xong CFA ấy, xong rồi mọi người có thể tìm hiểu những thuật ngữ rất là hay. Đây thì phần nội dung tiếp theo là Monetary Transmission Mechanism, tức là thông qua các cái chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương thì nó sẽ tác động đến nền kinh tế thông qua các kênh nào nhá. Mình thấy là tất nhiên nó sẽ tác động đến nền kinh tế, nhưng mà thông qua các kênh như thế nào? Thì thứ nhất này, khi mà policy rate tăng, policy rate nhá, tức là cái lãi suất cho vay ra của ngân hàng trung ương tăng lên thì sẽ dẫn tới những cái điều gì? Thứ nhất đó là lending rate, nói chung trên nền kinh tế nó sẽ làm sao ạ? Tăng lên, chắc chắn rồi, đúng không? Bởi vì là ngân hàng thương mại bị vay với lãi suất cao hơn thì chắc chắn họ sẽ charge người tiêu dùng với lãi suất cao hơn. Và khi mà lending rate tăng thì dẫn tới là gì? Thứ nhất là sẽ giảm credit, tức là mọi người sẽ ít vay để tiêu dùng hơn, và dẫn tới là giảm consumption, đúng không? Và thứ hai là khi mà lãi suất tăng lên thì mọi người sẽ ít đi vay, và vì họ ít đi vay cho nên họ cũng sẽ giảm đầu tư, đúng không ạ? Và hai cái tác động này, khi mà giảm consumption và giảm investment, sẽ dẫn tới là giảm cái gì ạ? GDP hoặc là tổng cầu, đúng không ạ? Tiếp theo là khi mà lãi suất trên thị trường tăng lên sẽ khiến cho là asset price, security price sẽ làm sao ạ? Security sẽ làm sao, price sẽ làm sao ạ? Tăng hay giảm? Giảm đi chứ. Theo quy tắc discounted cash flow mà, đúng không? Lãi suất tăng thì giá nó sẽ giảm đi, đúng không? Và giá giảm đi như vậy thì mọi người sẽ ít khi mua, đúng không nào? Mọi người sẽ ít mua và dẫn tới là saving. Saving tăng lên. Saving tăng lên. Và khi mà saving tăng thì dẫn tới là consumption giảm, và consumption giảm nó lại again tác động thêm một level nữa đến việc giảm tổng cầu. Tiếp theo mình sẽ thấy rằng là gì? Expected growth sẽ giảm. Bởi vì sao? Bởi vì là gì? Nền kinh tế giảm đầu tư, đúng không nào? Mà đầu tư mới là cái gọi là cội nguồn của tăng trưởng. Mà bây giờ giảm đầu tư thì dẫn tới là gì? Tăng trưởng trong tương lai sẽ giảm đi. Expected growth giảm. Và bởi expected growth giảm cho nên mọi người thường sẽ có cái xu thế là gì? Tăng trưởng giảm thì họ sẽ tiết kiệm nhiều hơn ở hiện tại, đúng không nào? Dẫn tới là, đúng rồi, chi tiêu nó cũng sẽ giảm đi. Các cái chi tiêu của customer cũng như chi tiêu của business nó sẽ giảm đi. Bởi vì là rằng họ kỳ vọng tăng trưởng tương lai sẽ không cao. Tiếp theo là khi mà lãi suất trong nước nó tăng lên thì sẽ khiến cho là gì? Các nước ngoài họ muốn đầu tư vào nước mình. Họ muốn làm sao nhỉ? Gửi tiền vào nước mình, đúng không? Để đạt lãi suất cao hơn. Thế sẽ là người ta sẽ attract foreign currency nhé. Attract foreign currency. Đúng không nào?
Và khi mà nước ngoài họ muốn đầu tư vào domestic country nhiều thì dẫn tới là đồng tiền trong nước nó sẽ làm sao cả lớp? Vì sao lại tăng giá? Không phải là cung tăng nhá, mà là gì? Khi mà họ, ví dụ nhá, Mỹ muốn đầu tư ở Việt Nam chẳng hạn, thì họ buộc phải đổi từ tiền đô sang tiền Việt đúng không? Thì nhu cầu đối với tiền trong nước nó sẽ tăng lên, đúng không nào? Nhu cầu với tiền trong nước tăng lên dẫn tới là đồng tiền trong nước, domestic currency sẽ làm sao? Tăng lên, tăng giá, đúng không? Appreciate nhá. Domestic currency. Appreciate. Và khi mà đồng nội tệ tăng giá thì dẫn tới là gì? Export sẽ tăng hay giảm ở cả lớp? Giảm, đúng không? Import tăng, export giảm thì mình phải nói là net export giảm. Và net export giảm thì dẫn tới là AD giảm. Tức là gì? Tức là cái monetary policy này, tác động cuối cùng của nó sẽ là giảm tổng cầu, đúng không? Giảm hoặc tăng tổng cầu tùy việc là mình tăng hay giảm cái policy rate này. Thì tác động cuối cùng của nó sẽ là tác động lên tổng cầu, nhưng mà nó thông qua 1, 2, 3, 4 cái kênh này. Chứ nó không phải là tác động trực tiếp một phát đến tổng cầu được. Nhưng mà nó thông qua 4 cái kênh này. Thì người ta gọi cái này là monetary transmission mechanism. Tất nhiên là gì? Tất nhiên là cái monetary policy ấy, của ngân hàng trung ương ấy, nó chỉ có tác dụng khi mà ngân hàng trung ương nó có một trong những cái tính, nó có đầy đủ các tính chất sau, thì mình sẽ nói về cái gọi là quality of effective central bank. Tức là gì? Tức là cùng cái điều kiện kinh tế như vậy, nhưng mà có ngân hàng trung ương họ áp dụng cái chính sách đấy thì họ lại có hiệu lực, mà có ngân hàng trung ương lại cũng áp dụng chính sách đấy mà lại không hiệu lực bằng, thì bởi vì là ngân hàng trung ương họ có những cái tính chất sau. Thứ nhất là independence. Thứ hai là credibility. Và thứ ba là transparent. Rồi, thế bây giờ mình cùng phân tích nhé, xem là transparency, cùng phân tích xem là ba tính chất này nó như thế nào. Thứ nhất, ngân hàng trung ương phải có tính độc lập. Độc lập với ai ạ? Đúng rồi, độc lập với chính phủ. Đúng không nào? Nếu như mà anh ngân hàng trung ương và anh chính phủ là có collusion với nhau, tức là có cái mối có cái sự đàm phán lẫn nhau, thì khi đó cái chính sách của ngân hàng trung ương nó không còn tính độc lập nữa, đúng không? Và nó tất nhiên không có tính độc lập thì nó sẽ không có cái tính objective của nó nhé, nó sẽ bị phụ thuộc vào cái quyết định của anh chính phủ nhiều. Thì ở đây independent nó sẽ có hai loại independent. Thứ nhất là operational independent và thứ hai là target independent. Tức là gì? Là ngân hàng trung ương được độc lập trong cái việc triển khai cái hoạt động của mình, và ngân hàng trung ương độc lập trong việc định ra những cái target cho nền kinh tế. Thì phải có hai cái level độc lập như vậy nhá. Ví dụ như là tôi định là ngân hàng trung ương định đặt target cho lạm phát là 7% chẳng hạn, nhưng anh government bảo rằng là 7% thì sẽ có rất nhiều unemployment, tôi muốn target inflation là 10%. Như vậy trong trường hợp này ngân hàng trung ương nó không có cái gọi là target independence, đúng không? Hoặc là gì, tôi đã cùng đặt cái target cho lạm phát là 7% rồi, nhưng mà tôi thực hiện cái tool nào, tôi sử dụng một trong ba cái tool trên như thế nào, thì anh government lại can thiệp vào, thì khi đó anh ngân hàng trung ương không có cái gọi là operational independence nữa. Đấy, thì nó phải có hai mức độ độc lập như thế. Thứ hai đó là credibility, tức là phải có tính gọi là có độ tin cậy, có khả năng tin tưởng được. Tức là gì? Độ tin cậy ở đây là nếu như mà ngân hàng trung ương đã tuyên bố như thế này, thì tất cả các hành động, các động thái của anh ta phải làm sao ạ? Phải chiều theo đúng cái tuyên bố của mình, đúng không ạ? Chiều theo đúng cái mục đích ban đầu của mình, chứ không phải là nói một đằng làm một nẻo nhá. Thì tức là những cái tuyên ngôn, những cái chính sách của ngân hàng trung ương nó phải đi theo đúng những cái tuyên ngôn ban đầu của họ. Và thứ ba là transparency, tức là độ gì ạ? Minh bạch, đúng không nào? Tức là ngân hàng trung ương phải có những cái báo cáo định kỳ về những cái chỉ số của nền kinh tế nhá. Và tất nhiên thứ nhất báo cáo định kỳ, và thứ hai báo cáo này phải có tính minh bạch cao, và thứ ba là phải có độ chuẩn xác cao.
thì chỉ khi nào ngân hàng trung ương đạt được ba cái này thì khi đó những cái chính sách của ngân hàng trung ương đưa ra nó mới có cái tính hiệu quả đối với nền kinh tế. Bởi vì là gì? Bởi vì anh là người đưa ra chính sách mà chúng tôi không tin tưởng vào chính sách của anh, không tin tưởng vào anh thì rõ ràng là cái impact của chính sách đấy nó sẽ không được hiệu quả, đúng không ạ? Ok, vậy chúng ta sẽ có một nội dung nữa trong phần này nhé. Đó là three types of target. Vẫn là trong mục liên quan đến ngân hàng trung ương. Thế thì việc ngân hàng trung ương đặt ra những cái target cho cái monetary policy của mình, cho cái chính sách tiền tệ của mình ấy, thì nó sẽ thông thường có 3 loại target nhất định nhá. 3 loại target chính. Thứ nhất là interest rate targeting. Thứ hai là inflation rate targeting. Và thứ ba là exchange rate targeting. Đấy thì có 3 loại target, tức là ngân hàng trung ương có thể đặt ra 3 loại mục tiêu khác nhau khi mà họ thực hiện chính sách tiền tệ. Thứ nhất đó là bình ổn cái gì ạ? Lãi suất thị trường. Bình ổn lãi suất thị trường. Thứ hai là bình ổn gì ạ? Lạm phát. Và thứ ba là bình ổn tỷ giá. Thế thì các nước đang phát triển, ví dụ như Việt Nam chẳng hạn nhé, thì chúng ta thường sử dụng cái target là bình ổn tỷ giá. Bởi vì các nước đang phát triển thì mọi người hình dung là nền kinh tế sẽ dựa rất là nhiều vào xuất nhập khẩu. Cho nên việc bình ổn tỷ giá rất là quan trọng. Và thứ hai là nền kinh tế nó còn đang rất là nhỏ. Cho nên là việc nền kinh tế của mình neo vào những cái nền kinh tế lớn nó cũng là một cái target rất là quan trọng. Đấy là lý do tại sao mà các nước developing country họ thường chọn cái exchange rate targeting. Tức là gì? Họ thực hiện chính sách tiền tệ để bình ổn được cái tỷ giá hối đoái với những đồng tiền lớn. Thế còn các quốc gia lớn thì họ sẽ có thể là gì nhỉ? Bình ổn lãi suất hoặc là bình ổn lạm phát. Và cái trong trường hợp bình ổn lạm phát thì thông thường các quốc gia họ sẽ lấy cái mức là 2% cộng trừ 1%. Là cái mức lạm phát target của họ, 2 cộng trừ 1%. Đấy, thì tiếp theo mình sẽ có là các cái loại chính sách tiền tệ. Thì chúng ta sẽ thông thường sẽ chia ra làm hai loại chính sách tiền tệ. Đó là gì ạ? Chính sách tiền tệ thắt chặt và nới lỏng, đúng không? Hoặc là mở rộng. Thế thì chính sách tiền tệ thắt chặt nó là constructionary monetary policy. Và chính sách tiền tệ nới lỏng là expansionary, đúng không? Constructionary versus expansionary là chính sách tiền tệ thắt chặt và chính sách tiền tệ nới lỏng. Thế thì cái này rất là đơn giản thôi, đúng không? Thắt chặt tức là chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp mà để giảm cái gì ạ? Giảm cung tiền, đúng không? Giảm cung tiền dẫn tới là giảm tổng cầu. Thế còn expansionary là gì nhỉ? Nó tăng cung tiền dẫn tới là tăng tổng cầu, đúng không? Cái này thì rất là đơn giản rồi. Thế thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được một chính sách tiền tệ là đang thắt chặt hay là đang nới lỏng? Nó nhìn vào cái gì ạ? Nhìn vào chỉ số gì ạ? Đúng rồi. Policy rate nhá. Chúng ta sẽ so sánh policy rate này với cái gì? Với một cái chỉ số chúng ta gọi là neutral interest rate. Trong đó neutral interest rate được tính bằng là real trend rate cộng với cả target inflation. Đây. Thì người ta sẽ so sánh policy rate với cái neutral interest rate.
neutral interest rate. Trong đó neutral interest rate được tính bằng real trend rate cộng với cái target inflation. Và real trend rate ở đây chính là cái long term sustainable real growth rate, cái tốc độ tăng trưởng trong dài hạn của nền kinh tế nhé, cộng với cả target inflation sẽ ra được neutral interest rate. Và nếu như policy rate lớn hơn cái neutral interest rate thì là chính sách gì ạ? Nếu lớn hơn thì là chính sách gì ạ? Khác chưa? Lớn hơn là chắc chắn đây nới lỏng ạ. Nếu như policy rate lớn hơn cái neutral interest rate thì tức là gì? Tức là central bank đang trả cái lãi suất cao đúng không? Lãi suất cao thì là giảm lending, làm giảm cho vay ra, thì đây phải là chính sách gì nhỉ? Thắt chặt đúng không ạ? Contractionary nhá. Long term sustainable real growth rate. Và ngược lại, nếu như policy rate đang thấp đúng không ạ? Thấp một cách tương đối so với cái neutral interest rate, tức là ngân hàng trung ương đang cố tình làm sao nhỉ? Bơm thêm tiền lên nền kinh tế, thì đây sẽ là chính sách gì ạ? Expansionary nhá cả lớp. Được chưa cả lớp? Đấy thì đây là cái cách phân biệt giữa hai cái chính sách tiền tệ thắt chặt và thứ nhất nới lỏng. Rồi sắp xong rồi, sắp xong cái phần monetary policy rồi. Ok chưa cả lớp? Rồi và mình đi vào cái nội dung cuối cùng nhé. Đó là limitation. Monetary policy. Thế thì cái chính sách tiền tệ này đôi khi nó sẽ có những cái nhược điểm của nó. Nhược điểm này đó là khi mà cái chính sách tiền tệ nó không có hiệu quả đối với nền kinh tế, hoặc là có hiệu quả rất ít đối với nền kinh tế, thì nó sẽ có bốn cái trường hợp như sau. Bốn trường hợp như sau mà rất là khó triển khai, hoặc là nếu có triển khai thì chính sách này nó ít hiệu quả. Thì trường hợp thứ nhất đó là khi mà long term rate and short term rate do not go together. Khi mà lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn không đi theo cùng một chiều. Mình lấy một ví dụ như sau. Giả sử nhà nước muốn giảm tổng cầu nhé. Giả sử nhà nước muốn giảm tổng cầu bằng việc là giảm money supply, đúng chưa ạ? Giảm money supply. Thì thông thường khi mà giảm money supply thì mình sẽ thấy rằng là short term rate sẽ tăng. Bởi vì sao? Bởi cái policy rate tăng mà, thì lãi suất trong ngắn hạn chắc chắn nó sẽ tăng theo. Cái này là chắc chắn rồi, bởi vì là lãi suất ngắn hạn nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào policy rate. Tuy nhiên, khi mà nhà nước giảm money supply thì dẫn tới là việc người dân thì nghĩ rằng là gì? Lượng tiền cung ứng trên thị trường đang giảm đúng không? Thì đồng nghĩa việc là lạm phát trong tương lai nó sẽ giảm theo. Đúng không? Thì nó sẽ là giảm expected inflation. Đó. Và khi mà người ta kỳ vọng rằng inflation nó sẽ giảm trong tương lai thì người ta sẽ thấy rằng là long term rate của chúng ta về cơ bản nó lại không tăng, và thậm chí là nó còn giảm. Đấy, thậm chí còn giảm. Đúng không ạ? Và khi mà long term rate giảm này thì cả nhà thấy rằng là gì? Người ta sẽ quyết định đầu tư vào hôm nay thay vì là đầu tư trong tương lai, đúng không? Bởi vì là short term rate nó vẫn cao hơn so với long term rate, vậy thì họ thà đầu tư hôm nay còn hơn, đúng không nào? Và khi mà đầu tư hôm nay tăng thì dẫn tới là gì? AD nó vẫn tăng, chứ thực ra AD nó lại giảm, đúng không? Short term rate tăng thì ok, có thể là giảm consumption, nhưng mà long term rate không tăng thì có thể là gì? Lại khiến cho tăng investment. Thế hai cái này cộng lại với nhau thì về cơ bản nó sẽ tác động rất là yếu đến tổng cầu, đúng không? Trong khi là chúng ta đang muốn giảm tổng cầu, nhưng bởi vì là hai cái này nó cross out rồi, nó mù trừ nhau thành ra tổng cầu chúng ta có thể giảm rất là ít, hoặc thậm chí là không giảm, khiến cho là cái monetary policy của chúng ta nó ít có tác dụng.
Tiếp theo là chúng ta sẽ có trường hợp chúng ta gọi là liquidity trap. Liquidity trap này là trong trường hợp mà cái lượng cầu tiền rất là co giãn. Money demand is very elastic. Rất là co giãn. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi của lãi suất phải rất là lớn thì cái lượng cầu tiền nó mới thay đổi một lượng rất là nhỏ. Đúng không? Tức là gì? Tức là đồng nghĩa với việc là nhà nước phải cung ứng ra một lượng tiền rất là lớn để giảm một lượng lãi suất cực kỳ cao, thì khi đấy cái lượng chi tiêu của người dân mới tăng lên một số lượng ít thôi. Nhá, thì mình thấy rằng là gì? Khi lãi suất giảm, đúng không? À, khi mà money supply tăng thì lãi suất giảm, đúng không ạ? Và thường trong trường hợp này thì consumption nó sẽ tăng lên. Thế nhưng mà lãi suất phải giảm rất là nhiều thì người dân mới sẵn sàng tăng chi tiêu của mình, bởi vì là nhu cầu trữ tiền của người dân rất là cao, nhất là trong trường hợp mà nền kinh tế cực kỳ rủi ro, thì thay vì là họ chi tiêu, họ sẽ muốn là tiết kiệm nhiều hơn, họ giữ tiền nhiều hơn. Thế cho nên là lãi suất phải giảm cực kỳ nhiều thì họ mới quyết định là họ bơm tiền ra để họ chi tiêu, đúng không ạ? Thế thì khi đấy nhà nước phải tăng cung tiền cực kỳ nhiều thì mới có một tác động rất là bé đến tổng cầu của nền kinh tế đó. Thì trong trường hợp này ta gọi nó là một cái liquidity trap. Và ở cái liquidity trap như thế này thì mình sẽ thấy rằng là chính sách tiền tệ của mình nó sẽ không được effective. Trường hợp thứ ba đó là trong trường hợp deflation. Chính sách tiền tệ nó sẽ ít có hiệu quả trong trường hợp deflation, bởi vì sao? Deflation là gì ạ? Cả lớp ơi. Giảm phát, đúng không? Giảm phát tức là inflation rate âm. Lạm phát đúng không ạ? Đúng không ạ? Deflation tức là lạm phát âm đấy nhá. Deflation là giảm phát âm. Thì trong trường hợp lạm phát âm thì nhà nước thường muốn dùng chính sách gì ạ? Expansionary hay contractionary? Expansionary đúng không? Để kích thích tiêu dùng, tăng tổng cầu, để đưa lạm phát trở về giá trị dương. Thế tuy nhiên mình thấy rằng expansionary monetary policy đồng nghĩa việc chúng ta giảm cái policy rate. Nhưng mà nếu tăng ấy, tăng policy rate thì mình không có giới hạn, nhưng khi giảm thì chúng ta bị giới hạn ở mức bao nhiêu ạ? 0%, đúng không? Chúng ta sẽ luôn luôn chạm ở cái mức 0%, tức là gì? Nếu mà policy rate đạt đến ngưỡng 0% rồi mà nền kinh tế vẫn chưa đạt được lạm phát thì khi đó chúng ta không thể giảm thêm được nữa. Đúng không? Đấy, trong khi là nếu mà có inflation thì chúng ta có thể tăng cái inflation rate, tăng cái interest rate lên mãi mãi, đúng không nào? Nhưng mà đối với deflation thì chúng ta không thể giảm cái interest rate mãi mãi được, đúng không? Và cái bài toán deflation này là bài toán nước nào đang gặp đây ạ? Nhật, đúng không nào? Chúng ta không thể nào có lãi suất âm được. Cho nên với Nhật bây giờ lãi suất nó đã tương đương bằng không rồi, nhưng nền kinh tế của họ vẫn đang ở cái mức là deflation. Đấy, biết chưa? Đấy là deflation. Và trường hợp cuối cùng đó là ở in developing country nhé. Developing country. Ở một số cái nước country này. Một số cái nước đang phát triển thì chính sách tiền tệ nó sẽ rất là khó được áp dụng. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta khó áp dụng được cái nghiệp vụ thị trường mở. Nó không có một cái liquid market for government debt. Thì nhắc lại một chút với cả lớp, đó là cái nhiệm vụ thị trường mở, đấy là việc central bank đi ra thị trường và mua hoặc là bán cái gì nhỉ? Cái security của bank. Và security của bank thì thông thường nó chính là các khoản gọi là treasury bond, treasury bill đấy, đúng không? Trái phiếu chính phủ. Thế thì bây giờ nếu như mà một thị trường mà nó không có cái thị trường có tính thanh khoản cao đối với trái phiếu chính phủ thì nhà nước cũng khó có thể can thiệp bằng việc mua và bán chỉ cái trái phiếu của mình, đúng không? Đấy thì rất là khó để thực hiện cái OMO này, nhiệm vụ thị trường mở. Thứ hai đó là gì? Đó là central bank lack of credibility. Thì mình thấy rằng là gì? Để mà ngân hàng trung ương có thể thực hiện được chính sách của mình cách hiệu quả thì người dân trước hết phải tin tưởng ngân hàng trung ương đã. Thế nhưng mà nếu mà ngân hàng trung ương mà thứ nhất là bị chịu ảnh hưởng của government đấy, không independent với government này,
hoặc là không có những cái báo cáo có tính minh bạch cao này, thì dẫn tới là ở các nước đang phát triển, ngân hàng trung ương họ không có được cái lòng tin của người dân, bởi vậy chính sách của họ đưa ra cái tính hiệu quả nó sẽ không cao. Và cuối cùng đó là gì? Đó là ở các nước đang phát triển thì cái thị trường tài chính của chúng ta nó sẽ có những cái thay đổi, đổi rất là nhanh chóng. Rapid change in financial market. Thì mình cũng hiểu rằng là cái financial market nó là những cái kênh lưu chuyển tiền tệ của nền kinh tế, đúng không? Nếu như mà cái kênh lưu chuyển tiền tệ nó thay đổi nhanh chóng thì dẫn tới là cái lượng cung tiền cho các cái kênh này nó cũng thay đổi nhanh chóng hơn, đúng không nào? Bởi vậy là rất là khó có thể dự báo được cái lượng cung tiền và rất là khó có thể đưa ra được một cái chính sách tiền tệ phù hợp đối với cái sự thay đổi chóng mặt của cái thị trường tài chính như vậy. Đó thì đây là bốn cái trường hợp mà ở đó cái chính sách tiền tệ nó khó thực hiện, hoặc nếu thực hiện thì nó sẽ khó có tính effective cao. Được chưa? Đấy thì toàn bộ trên đây là nói về monetary policy, chính sách tiền tệ. Cả lớp sẽ dành 2 phút nhé để xem qua lại một lượt xem mình có cái câu hỏi gì hay không. Phần này nó có tương đối nhiều cái mục nho nhỏ nên cả lớp mình. Cái gì hả chị? Deflation này hả? Ok nhá, thế thì bây giờ em nói lại một cái cho nó một ví dụ đây. So sánh nhá, inflation. Giả sử nhá, một nước đang có inflation rất là cao là 20% đi. Được chưa? Bây giờ họ muốn trở về inflation target là 7%. Được chưa? Thì chính sách của họ sẽ là làm gì ạ? Contraction đúng không? Contractionary là chính sách tiền tệ thắt chặt. Và thông thường cái chính sách tiền tệ thắt chặt nó sẽ thể hiện ở cái việc là policy rate của mình sẽ làm sao ạ? Cao hay thấp ạ cả lớp? Cao chứ? Đúng không? Lãi suất cao khiến cho là giảm lending ra thị trường, giảm lượng cung tiền ra thị trường đúng không ạ? Và khi giảm lượng cung tiền ra thị trường thì mình sẽ thấy rằng là gì? Là cái price level nó cũng sẽ giảm đi. Đúng không? Mình nhớ cái công thức này này. M nhân V bằng P nhân Y đúng không ạ? Thì V và Y này nó constant rồi. Thì nếu giảm cung tiền thì price level nó sẽ giảm. Dẫn tới là gì? Dẫn tới là dần dần cái inflation của mình sẽ trở về được cái mức inflation này. Đúng không ạ? Thế bây giờ trong trường hợp deflation. Deflation tức là gì? Là chúng ta có mức lạm phát âm, ví dụ đang là âm 3% và bây giờ chúng ta muốn đẩy nó lên là 7% đi. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ cái chính sách của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Expansionary. Đúng không? Expansionary tức là chúng ta sẽ tăng cung tiền bằng việc là chúng ta giảm cái lãi suất. Đúng không? Và mình thấy rằng là gì? Bây giờ lãi suất nó đang ở 3% chẳng hạn, ví dụ 3 hoặc 4% chẳng hạn. Thì việc mình tăng lên rất là dễ, mình có thể tăng nó lên 10%, đơn giản không ạ? Rất là đơn giản, đúng không? Nếu mà mình nhớ lại một chút vào những cái năm tầm 2006 ấy, trước khủng hoảng ấy, lãi suất của Việt Nam ấy, gửi tiết kiệm đôi khi đã lên đến 18% cơ. Cực kỳ cao đúng không ạ? Sẽ cao gấp hơn đôi bây giờ. Thế nhưng mà bây giờ trong trường hợp này, nếu mà chúng ta giảm policy rate, liệu chúng ta có thể giảm đến 7% được như trong trường hợp trên không ạ? Không thể đúng không? Bởi vì chúng ta luôn luôn có một cái mức limit nó là bằng 0%. Lãi suất tối thiểu là bằng 0% rồi. Thế cho nên là gì? Có khi là giảm lãi suất từ 3 đến 0% nó chỉ có thể mang được cái deflation của mình từ âm 3 về âm 2 thôi. Nó chưa thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu là inflation bằng 7%. Thế nên người ta nói rằng là gì? Đối với trường hợp mà thiểu phát như thế này này, giảm phát như thế này này, thì cái việc chúng ta tác động chính sách tiền tệ nó sẽ bị limit bởi cái mức lãi suất tối thiểu là 0%. Và đôi khi là chính sách tiền tệ của chúng ta không đạt được mục tiêu bởi vì là chúng ta bị limit ở cái mức này. Được chưa? Đấy, một ví dụ là như vậy. Cả lớp xem còn câu hỏi gì nữa không nhé.
mọi người cứ xem qua một lượt đi để mình chắc chắn là mình không có câu hỏi gì rồi mình chuyển sang phần tiếp theo nhé. Chỗ nào chị nhìn cho em xem nào. Đúng rồi, đúng rồi. Nó nằm ở trong phần này. Đúng rồi, đúng rồi. Thực ra là lúc em làm ở đấy thì em chưa ghép nhá. Nhưng mà đây em sẽ chỉ cho chị nó ở đâu. Đây, nó sẽ nằm ở đây. Nó nằm luôn ở cái transmission mechanism này này. Nó tác động lên những cái indicator như thế này. Đây, các indicator liên quan đến FX này. Indicator liên quan đến lãi suất này. Đó, đến asset price này, economic growth. Thì tất cả những cái này nó là những cái chỉ biến của nền kinh tế. Nó cũng thể hiện qua phần này. Ok nhé cả lớp, bây giờ mình chuyển sang cái nội dung cuối cùng của bài hôm nay đó, của chương này đó là fiscal policy, chính sách gì ạ? Chính sách tài khoá nhé. Thì bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi vào một cái phần definition, tức là định nghĩa của nó như thế nào này, các lý thuyết liên quan này, rồi các loại fiscal policy. Objective fiscal policy là gì? Cái đầu tiên thì mình sẽ đi vào phần definition trước nhá, định nghĩa của nó. Thì fiscal policy, chính sách tài khoá là chính sách mà chúng ta sử dụng cái gì ạ? Ngay từ đầu mình nói rồi đấy nhỉ? And taxation đúng không nào? Sử dụng các công cụ liên quan đến chi tiêu của chính phủ và liên quan đến công cụ thuế khóa đúng không nào? Để chúng ta tác động lên nền kinh tế và đạt được cái gì nhỉ? Những cái macro economic goal. Thông qua hai cái công cụ là các spending và taxation để chúng ta achieve macro economic goals. Các mục đích vĩ mô, mục tiêu vĩ mô. Đó, thì khi mà nhắc tới government spending và taxation thì chúng ta sẽ thường nhắc đến một cái thuật ngữ nữa, đó là government budget nhé, budget. Thì budget này, chúng ta hiểu rằng nó giống như là những cái budget chi tiêu ấy, nhưng mà budget chi tiêu này là của chính phủ. Thì mình sẽ có 3 loại budget, thứ nhất là balance, budget cân bằng này, thứ hai là surplus, và thứ ba là deficit. Đúng không? Ông chính phủ ông cũng phải có một cái ví của ông ý. Ông có tiền doanh thu là đến từ nguồn thuế khóa đúng không? Và ông cũng có chi tiêu là government spending của ông ý. Thì cái sự chênh lệch giữa tax revenue và government expenditure nó gọi là budget. Nếu như tax revenue bằng với government expenditure, bằng chi tiêu, thì người ta nói rằng là ông ý có một cái balance budget đúng không nào? Cân bằng đúng không? Còn nếu như là tax revenue lớn hơn government expenditure, tức là ông ấy đang có thặng dư ngân sách, đúng không ạ? Budget surplus. Và ngược lại, nếu như mà doanh thu của ông ấy nhỏ hơn chi tiêu thì ông ấy ta sẽ có cái gì nhỉ? Budget deficit, đúng không? Ngân sách thâm hụt này. Thì về mặt lý thuyết, về mặt theory thì sẽ có hai cái trường phái lý thuyết khác nhau. Nó liên quan đến việc là cho rằng là cái chính sách tài khoá này có hiệu quả hay không. Thì với cái trường phái của Keynesian, của học giả là Keynes nhé. Thì người ta nói rằng là gì? Cái chính sách tài khoá sẽ có tác động lên tổng cầu. Fiscal policy sẽ có tác động trực tiếp lên tổng cầu. Và sẽ có tác động lên đối với các economy. Trong trường hợp mà GDP, nền kinh tế nhỏ hơn GDP sao? Tức là trong điều kiện nền kinh tế này đang hoạt động ở dưới cái mức tối ưu của mình, thì việc thực hiện chính sách fiscal policy nó sẽ có tác động làm tăng tổng cầu, và như vậy nó sẽ làm tăng cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đưa nền kinh tế trở về với mức độ hoạt động tối ưu của mình. Thì đây là lý thuyết của Keynes. Hay chúng ta nhớ một cách đơn giản gì, đối với lý thuyết của Keynes, ông ấy nói rằng là fiscal policy có tác động tốt nhá, có tác động.
Ngược lại với Keynesian School thì mình sẽ có là monetarist, tức là lý thuyết của những cái người mà tin tưởng vào chính sách tiền tệ, thì họ cho rằng là gì, tác động của chính sách fiscal policy only temporary, tempo nhá, tức là chỉ trong ngắn hạn thôi. Dù cho fiscal policy có làm tăng tổng cầu nhưng sự tăng tổng cầu này chỉ là ngắn hạn thôi. Thế còn lại chúng ta cần phải sử dụng monetary policy để tác động lên tổng cầu thì mới tăng trưởng được nền kinh tế. Đây, chống lại được cái cyclical movement. Tức là chống lại là những cái business cycle ấy. Thì ông monetarist này, ông ấy chỉ tin tưởng vào chính sách monetary policy thôi, chính sách tiền tệ thôi. Đấy, thì mình nghe tên mình đã hiểu rồi đúng không? Ông chỉ tin về tiền thôi, ông ấy không tin về các chính sách tài khoá. Đó, thì đây là hai cái theory khác nhau nói về cái tính effectiveness của fiscal policy. À, cyclical. Cyclical movement tức là những cái sự biến động của nền kinh tế, nó giống như cái business cycle ấy ạ. Chỉ có là chính sách tiền tệ mới có thể có tác động long term đối với tổng cầu, và như vậy giúp chống lại, nên cái để chống lại là những cái cyclical movement. Nội dung tiếp theo đó là types. Thực ra sẽ có hai loại nhé, mình sẽ phân ra gọi là discretionary. Fiscal policy và automatic stabilizer. Thì chính sách tài khoá nó có hai loại là discretionary fiscal policy và automatic stabilizer. Thế thì nói về cái automatic stabilizer này trước, thì giống như là gì, nó gọi là cái built-in fiscal devices. Đây, tự nhiên nó lại không phải, chị không biết được, đang bị hơi treo một tí, chắc dạo này sử dụng máy nhiều quá. Cái này là Lenovo Mix. Mix nó là một dòng cạnh tranh với Survey nhưng mà nó không được tốt bằng Survey nữa. Thôi vẫn chưa được à? Thôi anyway, nói tiếng Việt á, xong rồi tí viết sau. Automatic Stabilizer ấy giống như kiểu là những cái chính sách ấy đã được lập trình sẵn rồi, và khi mà biến số của nền kinh tế đạt được một mức độ nào đấy thì những cái chính sách này nó tự động nó được bung ra, chứ không phải thông qua bất cứ một ông chính phủ nào để ông cân nhắc nữa. Ví dụ như là gì, cứ hễ lạm phát đạt đến mức độ nào đấy thì họ sẽ automatic tăng lãi suất chẳng hạn. Thì giống như kiểu là mình trading chứng khoán vậy đúng không, sẽ có những cái gọi là algorithm, tức là cứ khi nào giá chứng khoán đạt được mức nào đó thì tôi sẽ auto bán hoặc tôi sẽ auto mua. Thì cái automatic stabilizer này cũng vậy, là một nhóm các chính sách tài khoá nhá, mà nó sẽ automatic được thực hiện khi mà cái chỉ số của nền kinh tế đạt được một cái ngưỡng nào đó. Mình hiểu như vậy. Thế còn cái discretionary này nó có ý nghĩa là gì? Đó là những cái quyết định được thực hiện bởi chính phủ, và chỉ khi nào chính phủ quyết định thực hiện cái đó thì nó mới được triển khai, chứ nó không được triển khai một cách automatic giống như cái automatic stabilizer. Đó, thì chúng ta hiểu là như vậy. Này nhá, built-in fiscal devices. Economic status. Đó. Đấy, mình phân biệt hai cái loại đấy. Và cuối cùng, fiscal devices. Công cụ tài khoá đúng không?
Trickle là được châm ngòi bởi cái economic status, điều kiện kinh tế. Về fiscal policy, chính sách tài khoá, thì chúng ta sẽ có 3 mục tiêu. Mục tiêu chính sách tài khoá sẽ có 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất, đó là nó sẽ có tác động lên các hoạt động kinh tế và cũng như tổng cầu, influence, economic activity and aggregate demand. Là tổng cầu, đó. Nhá. Mục đích của nó là để tác động lên nền kinh tế cũng như là tổng cầu. Thứ hai, đó là chúng ta có thể phân phối lại thu nhập, redistribute wealth and income. Redistribute wealth and income này nó thể hiện qua công cụ gì của nhà nước ạ, à, các anh chị? Các bạn? Công cụ gì ạ? À? Cái gì em? Công cụ gì mà tháng nào mình phải đóng đây? Trời ơi! Tax! Đúng không? Tax là công cụ mà phân bố lại thu nhập rất là ấy, bởi vì là anh nào thu nhập cao và nộp nhiều thuế đúng không? Anh nào thu nhập thấp và nộp ít hơn. Và cái gì ạ? À? Transfer nhá. Transfer, ví dụ transfer đây là những cái subsidy ấy. Ví dụ như là nhà nước có những chính sách cho hộ nghèo này, cho người khuyết tật đấy, thì những cái người nào thu nhập cao thì phải nộp thuế, và thuế đấy thì dùng để chi tiêu cho những cái hộ nghèo đấy, để sát sườn như thế, đúng không? Và mình sẽ có cái gọi là allocate of resources nhá. Chính phủ cũng có một động thái, đó là phân bố các nguồn lực, allocate nguồn lực among economic agents and sector. Sector ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như là mình thấy rằng nền kinh tế tư nhân thì thu được rất nhiều lợi nhuận đúng không nào? Còn những cái như kiểu national defense, như kiểu là công an, bộ đội thì họ cũng không có thể tạo ra cái nguồn lợi nhuận như vậy. Nhưng mà nhà nước vẫn sẵn sàng lấy thuế của bên private sector để đầu tư cho national defense đúng không nào? Có cái sự allocate lại những cái nguồn lực giữa các cái sector khác nhau của nền kinh tế, đúng không? Ok nhá, đấy là objective, có 3 cái objective như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo, đó là tool này. Cái này, nội dung này, nội dung hay hơn một tí. Đó là các công cụ để thực hiện được chính sách tài khoá. Thế thì như mà mình có trao đổi ban đầu ấy, sẽ có 2 công cụ đúng không nào? Đó là công cụ về government spending và công cụ về thuế. Thế thì công cụ government spending thì ta gọi nó là spending tools, là công cụ liên quan đến chi tiêu của chính phủ. Thì nó sẽ có những công cụ sau. Thứ nhất là transfer payment. Chính phủ chi ra để làm gì ạ? Transfer payment như mình vừa trao đổi là gì ạ? Chi ra để, đúng rồi, là transfer là những cái trợ cấp nhá. Không phải là trợ cấp chỉ cho hộ nghèo, có rất là nhiều loại trợ cấp khác nhau. Nhưng transfer này mình hiểu là trợ cấp của chính phủ cho các cá nhân hoặc là các tổ chức trên thị trường. Thế thì transfer payment này nó sẽ làm tăng gì ạ? Tăng consumption đúng không? Ừ, tăng chi tiêu. Tiếp theo mình sẽ có cái current spending. Current spending là những chi tiêu của chính phủ để mua sắm hàng hóa và dịch vụ phục vụ nhu cầu của chính phủ. Đúng không ạ? Giờ chính phủ có bao nhiêu tòa nhà quốc hội này, rồi những cái bộ ban ngành đúng không? Thì tất cả những cái cơ quan đấy họ đều phải có chi tiêu của họ chứ, đúng không nào? Thì những cái chi tiêu đấy mình sẽ gọi nó là current spending. Và cái nguồn chi tiêu thứ ba nữa đó là capital spending. Capital spending đó là những chi tiêu của chính phủ nhằm mục đích gì ạ? Đầu tư, đúng không? Đầu tư vào các cơ sở hạ tầng như là, đúng rồi, điện đường trường trạm, làm đường, làm cầu ấy, đúng không nào? Là capital spending. Tool thứ hai đó là revenue tool. Revenue tools này liên quan đến cái nguồn thu của chính phủ, đúng không ạ? Nguồn thu của chính phủ thì mình sẽ thấy rằng là có nguồn thu gọi là direct tax và indirect tax. Revenue tool nhé.
thì chính phủ sẽ tác động thông qua là thuế trực tiếp hoặc thuế gián tiếp. Thế thuế trực tiếp này sẽ là thuế on income and wealth. Thuế gián tiếp sẽ là on goods and services. Thuế đối với cả hàng hóa dịch vụ, ví dụ như là VAT chẳng hạn đúng không? Hoặc là import hoặc là excise tax. Thì mình thấy rằng là gì? Direct tax tức là thuế đánh trên thu nhập. Thì thuế đánh trên thu nhập tăng thì dẫn tới cái disposable income sẽ giảm và dẫn tới là consumption giảm. Thế còn thuế đánh trên hàng hóa thì khiến cho giá hàng hóa tăng lên, khiến cho là chúng ta tiêu thụ ít đi bởi vì giá tăng lên. Nhưng mà cái việc tiêu thụ ít đi là thông qua việc giá hàng hóa tăng lên, cho nên nó gọi là indirect tax. Được chưa? Đưa hỏi cả nhà nhé. Giữa spending tool và revenue tool này thì mọi người thấy rằng là công cụ nào tác động lên nền kinh tế hiệu quả hơn? Cái nào ạ? Chua. Spending tool này nó sẽ tác động lên nền kinh tế mạnh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là spending tool này nhà nước chi tiền ra nền kinh tế, mua sắm hàng hóa dịch vụ trên nền kinh tế, thì automatic là consumption của nền kinh tế nó sẽ tăng lên, đúng không? Ví dụ là transfer payment là nhà nước cho mọi người thêm tiền thì chắc chắn mọi người cũng mua nhiều lên. Hoặc là nhà nước tự chi tiêu thì rõ ràng là gì? Consumption của nhà nước tăng lên, đúng không? Khiến cho GDP cũng tăng lên. Tức là tác động của spending tool là tác động trực tiếp chỉ thông qua một bước duy nhất thôi, đúng không? Thế còn revenue tool là gì? Là tôi lại tăng thuế này, tăng thuế khiến cho thu nhập của anh kia giảm này và khiến cho là anh ý chi tiêu bớt đi, đúng không? Thì mình thấy rằng là nó phải thông qua ít nhất là hai bước. Và thứ hai đó là cái việc tăng thuế hay giảm thuế nó phải thông qua rất là nhiều cái process. Ví dụ như là phải thông qua duyệt của quốc hội này, xong rồi thông qua ban hành này, xong rồi thông qua thực thi. Thì thông thường cái chính sách này nó sẽ có cái độ lag, độ trễ nhất định, đúng không ạ? Thế cho nên người ta nói rằng là gì, spending tools nó phải có tác động nhanh hơn và hiệu quả hơn là revenue tools. Đây, thì mình sẽ xem nhá, các cái tool này nó sẽ có advantage và disadvantage như thế nào. Advantage, cái ưu điểm của policy, fiscal policy đó là gì? Đó là ngoài việc đạt được mục tiêu về tài chính thì chúng ta có thể implement the social policy nhá. Implement social policy, vừa thực hiện được mục tiêu của nền kinh tế và vừa thực hiện được mục tiêu của xã hội. Ví dụ như là gì ạ? Phân phối lại thu nhập đấy, phân phối lại thu nhập. Thứ hai là có thể tăng được government revenue without much cost. Tức là nhà nước có thể tăng doanh thu của mình mà không mất nhiều chi phí, chỉ cần tăng thuế suất lên một tí thôi là tự nhiên anh ta tăng doanh thu mà cũng không phải mất nhiều chi phí, đúng không ạ? Đấy là advantage without much cost. Vâng. Thế nên bộ chữ hơi xấu đi. Disadvantage của các công cụ này là gì? Disadvantage của nó là direct tax, các công cụ về direct tax and transfer payment. Takes time to implement nhé. Implement là triển khai đúng không ạ? Thì các công cụ này một khi đưa ra thì nó sẽ phải mất thời gian để nó triển khai xuống từng địa phương một, đúng không ạ? Thành ra là gì? Thành ra là nó sẽ có độ trễ trong cái tính hiệu quả của các công cụ này. Capital spending. Okay. Cái công cụ capital spending này cũng take time to take effect nhé. To be effective. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy rằng là khi mà nhà nước đầu tư thông qua cái kênh capital spending của mình ấy, thì đầu tư xong cũng phải một thời gian, khi mà điện đường trường trạm nó đi vào hoạt động rồi thì nhà nước mới thấy là nền kinh tế tăng trưởng, đúng không nào? Thì mình thấy rằng công cụ này cũng sẽ nó có độ trễ nhất định của nó. Đấy, thì các công cụ liên quan đến thuế này, capital spending này nó sẽ có độ trễ trong việc thực thi. Phần công cụ này thì cũng đơn giản đúng không ạ?
chúng ta sẽ cũng có cái số nhân tài khóa. Lúc này chúng ta có số nhân tiền tệ rồi đúng không? Cả lớp có nhớ công thức của nó là gì không ạ? Đúng rồi, 1 chia cho reserve requirement ratio đúng không? Đấy là số nhân về mặt tiền tệ. Thì tài khoá nó cũng sẽ có số nhân về tài khoá. Nó cho chúng ta biết được rằng là cái chính sách tài khoá nó có tác động đến nền kinh tế ở cái ngưỡng như thế nào, tính hiệu quả của chính sách tài khoá ra sao. Thì bây giờ trước khi đến với công thức của nó thì chúng ta đi vào một ví dụ nhé. Ví dụ chúng ta ở đây là gì? Là chính sách tài khoá được thực hiện thông qua việc là tăng government spending, chính phủ tăng chi tiêu nhé. Một lượng là 100 đô la. Được chưa? Và chúng ta giả sử rằng MPC bằng 80% và tax rate bằng 25%. Mọi người có biết MPC là gì không? Học rồi đấy. Cả nhà có nhớ không? Trời ơi. Marginal propensity of consumption. Đúng không? Marginal propensity of consumption cho chúng ta biết là nếu mà chúng ta tăng thêm một đồng thu nhập thì chúng ta dành bao nhiêu phần trăm cho consumption. Đúng không? Ở đây là gì? Nếu có một đồng thu nhập thì chúng ta sẽ tiêu bao nhiêu? 0,8 đồng. Còn 0,2 đồng là gì ạ? Đúng rồi. Cho nên là chúng ta sẽ có là marginal propensity of saving cộng marginal propensity of consumption bằng 100%. Cả lớp nhớ chỉ số này chưa ạ? Quên à? Bây giờ phải nhớ rồi chứ, đúng không? Mình rút nha, mình tắm đấy. Ok, bây giờ mình sẽ thấy rằng là gì? Khi mà chính phủ tăng chi tiêu 100 đô la đúng không nào? Tăng nền kinh tế 100 đô la thì chắc chắn là gì? Là những cái cá nhân hoặc là tổ chức trên nền, trong nền kinh tế họ sẽ nhận được 100 đô la này. Các lớp đồng ý không ạ? Ví dụ như là một cái công ty hoặc là một cá nhân lấy sản xuất ra sản phẩm và bán cho anh chính phủ. Anh chính phủ chi ra 100 đô la đấy đồng nghĩa với việc là cái cá nhân hay tổ chức đấy có thêm thu nhập là 100 đô la. Ok không cả lớp? Nhá. Cá nhân hay là tổ chức đấy thu được 100 đô la về thì đầu tiên anh ta phải trả bao nhiêu ạ? Thuế 25 đô la. Sau đó anh ta sẽ có disposable income là bằng 75 đô la. Trong 75 đô la này anh ta sẽ save là bao nhiêu? Saving là 20%. Và anh ta chi ra là consumption của anh ta là bao nhiêu ạ? 75% nhân với cả 75 đô la nhân với cả 75 đô la nhân với 80%, đúng không ạ? Thì cái chi tiêu của anh ta sẽ lại là thu nhập cho một anh khác, đúng không? Một anh khác sẽ có thu nhập là bằng 75 nhân MPC là 60 đô la, đúng không ạ? Lại trở thành thu nhập của một anh khác. Cái anh này lại trả mất 25% cho thuế. Và như vậy là disposable income của anh ta chỉ là 60 nhân với cả 75% thôi. Và anh ta lại tiếp tục chi tiêu là bằng bao nhiêu đấy? 60 nhân 75% nhân 80%. Vân vân, đúng không? Và cái phần này lại trở thành thu nhập của một anh khác. Đúng không? Đến vô cùng lần đi. Vậy thì người ta tính rằng là gì? Vậy thì tổng số thu nhập tăng thêm này, tổng cái consumption được tăng thêm này, nó sẽ được tính bằng công thức là bằng 100 nhân với cả 1 chia cho 1 trừ đi MPC, 1 trừ thuế. Đây là cái công thức nhá. Và nó sẽ bằng là 250 đô la. Tức là việc anh chính phủ tăng chi tiêu 100 đô nó sẽ giúp tăng tổng cầu của nền kinh tế lên 250 đô la. Thế chưa cả lớp? Và như vậy 1 chia cho cái đống này, giá trị này bằng 2,5 đấy, thì người ta gọi nó là fiscal multiplier, số nhân tài khoá. Nó cho mình biết là chính sách tài khoá của chính phủ có tác động cỡ bao nhiêu ra nền kinh tế. Cùng cái ví dụ
Suy ra công thức này thực ra là nó giống như là mình dùng cái công thức là tính cái dòng tiền vĩnh viễn đấy chị. Nhưng mà mình bỏ qua cái phần đấy, vì phần đấy mình sẽ học môn quan rồi. Nên mình tạm coi như là mình ra đúng rồi luôn. Chúng ta đến với một cái công thức tiếp theo, đó là Balance Budget Multiplier. Và chúng ta cũng tiếp nối luôn cái ví dụ kia. Balance Budget Multiplier. Thì mục đích của việc có cái này nó là như thế nào? Chúng ta thấy rằng là ở ví dụ trên, government spending tăng bao nhiêu ạ? $100 đúng không ạ? Thì khi mà nhà nước tăng chi tiêu $100 thì anh ta phải nghĩ cách để tăng cái thu nhập của mình. Tăng cái tax revenue làm sao mà nó balance được cái phần chi tiêu của mình. Đúng không? Vì anh ta chi tăng thì rõ ràng là tax revenue cũng phải tăng thêm để đảm bảo rằng là gì? Đúng rồi, để đảm bảo rằng là cái budget của mình được balance. Thế thì khi đó chúng ta giả sử là trong trường hợp này government tăng thuế $100. Được chưa? Để đạt được cái balance. Để đạt được cái balance trong trong chi tiêu của mình. Thì khi mà nhà nước tăng thuế thì đồng nghĩa với việc là các hộ gia đình sẽ bị giảm mất cái gì ạ? Giảm mất cái disposable income đúng không? Household phải nộp thêm $100 thuế thì sẽ giảm là disposable income. By $100. Và như vậy thì spending của họ sẽ giảm bao nhiêu ạ? Consumption của họ sẽ giảm bao nhiêu ở cả lớp? Có chắc không? MPC đúng không ạ? Là bằng $80. Bởi vì trong $100 đấy họ chỉ tiêu có $80 thôi và họ sẽ saving $20. Vậy thì bây giờ nếu thu nhập của họ giảm đi $100 thì họ sẽ chỉ giảm chi tiêu $80 thôi. Cái gì ạ? Chưa? Thế thì khi đó mình sẽ thấy rằng là gì? Khi đó mình sẽ thấy rằng là cái effect đối với nền kinh tế này, effect đối với nền kinh tế nhá, nó sẽ là bằng sự giảm đi consumption đối với nền kinh tế sẽ bằng là sự giảm consumption ở đây là 100 nhân với MPC nhân với cả fiscal multiplier. Đó, trong trường hợp nó lại là như thế. Và như vậy thì mình sẽ thấy rằng là tổng cầu của chúng ta sẽ bị giảm đi là $200. Tác động về thuế thì thông qua một kênh nữa mà, cho nên là nó sẽ bị giảm đi là còn $200. Cả lớp có hiểu chỗ này không ạ? Nhá. Bây giờ mình nói lại một tí nhé. Tại sao cái tác động này nó lại nhỏ hơn so với tác động trên? Bởi vì tác động trên ý là nhà nước chi ra nền kinh tế $100 đúng không? Thế bản thân cái này đã được tính là một dạng consumption rồi. Đúng không nào? Toàn bộ $100 này đã là consumption rồi. Sau đó xuống đến đây nó lại consumption tiếp. Thế còn đối với việc là nhà nước giảm thuế thì $100 thuế này nó chưa phải là consumption. Mà sau đó $100 này đến hộ gia đình giảm đi thì mới giảm consumption là $80 thôi. Vậy thì từ $80 này mới được tính là consumption. Được chưa ạ? Và chính bởi vậy cho nên là gì? Tổng cầu của nền kinh tế nó giảm đi bằng một lượng là $200, nó nhỏ hơn so với việc tăng của tổng cầu nền kinh tế ở trên là $250. Bởi vì tác động của cái giảm thuế này nó là indirect. Đúng không? Còn tác động của government spending là direct. Các bạn hiểu chưa ạ? Đây nhá, 100 nhân với cả 0.8 đúng không? Nhân với cả 2.5. Đúng không? Fiscal multiplier vẫn là bằng như trên mà. Có điều là bởi vì là cái kênh này là đã thông qua một cái indirect effect rồi, cho nên là mình phải nhân thêm với một cái MPC ở đây nữa. Vì cái tác động nó chỉ là $200 giảm trong tổng cầu thôi. Đây nhá, mình tính như thế này nhá, $100 này, government spending, được chưa? Và government tax, $100. Đây là household, $80. Đây, thì mình hiểu là như thế này nhá, government spending này, tiền này là được bơm trực tiếp ra market.
Đúng không ạ? Thế thì toàn bộ cái 100 đô la này sẽ được tính là consumption luôn. Đồng ý không ạ? Đây là consumption first level, sau đó ra market mình sẽ lại có consumption second level, rồi consumption third level, đến consumption thứ N level, được chưa ạ? Thế nhưng mà với công cụ tax này thì 100 này đã được tính là consumption chưa ạ? Chưa, mà 100 này đưa ra đến hộ household thì mới làm giảm consumption là 80 đô. Vậy thì 80 đô này mới được gọi là consumption first level. Xong rồi dần 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 đến consumption thứ N level ở đây. Được chưa ạ? Vậy thì mình thấy rằng là cái consumption bơm ra đầu tiên này này nó đã nhỏ hơn consumption bơm ra này này là 0,8 lần. Đúng không ạ? Thế thành ra là gì? Cái impact của thuế này này nó sẽ nhỏ hơn cái impact này là 0,8 lần. Cả lớp hiểu chỗ này chưa ạ? Đấy, cho nên người ta nói rằng là công cụ government spending là công cụ direct. Thế còn government tax là công cụ indirect. Đúng không ạ? Và chính vì vậy mình thấy rằng công cụ indirect này bao giờ tác động của nó cũng chậm hơn và nhỏ hơn so với công cụ direct. Và overall mình thấy là khi mà mình áp dụng hai công cụ này thì cán cân cái budget của government nó đang là balance đúng không? Nhưng mà effect on net effect on tổng cầu là bằng bao nhiêu ạ? 50 đô la. Đúng không? Vậy thì nếu như mình kỳ vọng rằng net effect on AD bằng 0 thì khi đó chúng ta hoàn toàn có thể là gì nhỉ? Tăng government spending vẫn là 100 đô la và chúng ta tăng thuế bao nhiêu ạ? Cả lớp thử nghĩ xem tăng thuế bao nhiêu? 100 chia 0,8 đúng rồi ạ, bằng 25 đô la. Đúng không? 100 chia MPC. Đấy, thì mình nói rằng là gì? Trong trường hợp này cán cân budget của chính phủ nó đang dương đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng tác động lên nền kinh tế vẫn bằng 0. Tức chính phủ hoàn toàn có thể tăng thuế để tăng thu nhập cho mình mà không ảnh hưởng một tí nào đến nền kinh tế. Đó. Để cho cả lớp. Thì cái chỉ số 1 chia cho MPC, người ta gọi nó là Balance Budget Multiplier. Tức là trong trường hợp này nó bằng 1,25. Ý nghĩa của nó là như thế. Là khi nhà nước tăng spending lên 1 đô la thì thuế có thể tăng lên 1,25 đô la mà vẫn đảm bảo rằng không có tác động lên tổng cầu của nền kinh tế. Các phải học nhanh tí, không có quá giờ. Đây, tiếp theo mình sẽ có cái nội dung nó gọi là Ricardian Equivalent. Đây là một cái assumption, một cái giả thuyết mà họ đưa ra rằng là nền kinh tế nó có thể tự đạt cái mức cân bằng khi mà chính phủ có balance, có budget deficit. Thì thông thường mọi người thấy rằng là khi mà chính phủ bị thâm hụt ngân sách ấy, thì sẽ dẫn đến việc là chính phủ phải làm gì ạ?
chưa chưa đến đoạn thu thuế. Khi mà thâm hụt ngân sách, đúng rồi, thì sẽ phải đi vay, đúng ạ. Còn thu thuế thì nó sẽ là tác động lâu dài hơn. Ngay lập tức chúng ta, kể cả tăng thuế thì ngay lập tức chúng ta chưa thể làm sao ạ, chưa thể thu được cái tiền đấy về, đúng không? Cho nên bằng một cái biện pháp nhanh nhất đó là chúng ta đi vay. Và thông thường chính phủ sẽ issue các security, ở đây là trái phiếu hoặc là tín phiếu chính phủ, đúng không nào, để đi vay. Thì khi mà tăng deficit thì dẫn tới là chính phủ phải đi vay. Tuy nhiên khi mà nhân dân nhìn thấy rằng là chính phủ bị tăng deficit thì đồng nghĩa với việc là trong tương lai thuế sẽ làm sao? Sẽ tăng, họ sẽ kỳ vọng thuế tăng. Và khi mà chúng ta là người nộp thuế mà kỳ vọng thuế tăng thì họ sẽ làm sao nhỉ? Tăng gì? Tăng tiết kiệm chứ. Tăng tiết kiệm tại thời điểm hiện tại bởi vì là gì? Và tương lai tôi phải trả nhiều thuế hơn, đúng không? Vậy thì tiêu dùng hiện tại tôi sẽ giảm, đúng không? Bao giờ cũng thế mà. Nếu như là income trong tương lai giảm thì tiêu dùng hiện tại cũng sẽ giảm. Income trong tương lai tăng thì tiêu dùng hiện tại nó sẽ tăng. Thuế gì cũng thế, bởi vì là nếu mà đối với thuế hàng hóa nhá, thì có phải giá hàng hóa tăng thì mình cũng mua được ít hàng hơn, đúng không? Tiêu dùng đây mình gọi là real đấy nhá. Ví dụ như là cùng mà chừng lấy tiền nhưng em chỉ mua được 2 cái thay vì 3 cái. Không, đây đang nói là thuế tăng trong tương lai cho em, đúng không? Thuế tăng thì tức là thu nhập. Đây nhá, mình hiểu rằng là gì? Thuế tăng trong tương lai, tức là trong tương lai mình có ít thu nhập hơn, đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ tiết kiệm lại bây giờ để cái phần tiết kiệm của mình ấy, đến tương lai mình có thể bù cho cái phần thu nhập bị giảm đi. Nên là nói chiều ngược lại cho dễ nhá. Nếu mình thấy rằng là thu nhập trong tương lai có khả năng tăng, đúng không? Thì mình sẽ tăng tiêu dùng trong hiện tại. Ví dụ như là tôi thấy là sắp tới tôi được thưởng Tết, ví dụ thế, thì tôi sẽ mua thật nhiều, đúng không nào? Mình sẽ mua thật nhiều bởi vì mình biết rằng sẽ có nguồn income. Thế thì bây giờ ngược lại với như thế, là mình biết là sắp tới mình bị cắt lương chẳng hạn, thì mình tiết kiệm từ bây giờ đi, để cái số tiền tiết kiệm đấy nó bù cho cái phần thu nhập trong tương lai của mình, đúng không cả lớp? Đấy, thì mình sẽ tăng saving, đúng không? Và tăng saving đấy thì người ta nói rằng là sẽ có tác dụng là gì? Đó là những cái saving của nền kinh tế ấy, nó sẽ đủ để cho nhà nước vay để chi trả những cái khoản nợ của nhà nước. Và như vậy thì nó sẽ không có tác động gì lên tổng cầu cả. Hay nói cách khác là gì? Khi mà mình có current deficit nhưng mà mọi người aware được cái điều đấy thì tổng cầu nó sẽ không bị ảnh hưởng cái gì cả. Thì nó là Ricardian equivalent. Nhưng tất nhiên cái này nó chỉ là một assumption thôi. Nó có thể đúng và có thể sai. Nó cũng chỉ là một học thuyết thôi mà, đúng không? Ricardo. Thực ra là như thế này. Mỗi học thuyết kinh tế nó đều dựa vào một giai đoạn nhất định của nền kinh tế. Thế nên là đối với học thuyết này ở giai đoạn này đúng. Nhưng mà sau đó khi mà ông này có thể chết rồi thì kinh tế có sự thay đổi, đúng không? Thì khi đó học thuyết này có thể không đúng nữa và sẽ dẫn đến một học thuyết khác ra đời. Ok nhá. Đấy, chúng ta đi vào một cái nội dung, tí nữa mình sẽ biết là tại sao cái này nó ảnh hưởng đến cái nội dung sau. Nội dung tiếp theo là cái gọi là country's debt ratio. Đây tính bằng là aggregate debt chia cho GDP. Tính bằng tổng tiền vay của nền kinh tế chia cho GDP. Vay của nền kinh tế aggregate debt chia GDP nhé. Thế thì cái chỉ số này đang có hai cái luồng ý kiến khác nhau. Có người cho rằng cái chỉ số nợ của quốc gia này là một chỉ số rất là quan trọng. Những ngày for, tức là người ta nghĩ rằng là cần phải tính cái chỉ số này và cần phải quan tâm chỉ số này, và sẽ có một bên gọi là against, tức là người ta nghĩ rằng là cái chỉ số này là nonsense. Biết cũng được, không biết cũng được, không sao. Vậy thì mình hãy cùng xem cho lập luận của họ là như thế nào. Bên for là như thế nào, bên against là như thế nào nhé. Thứ nhất, bên for, bên ủng hộ cái chỉ số này, họ cho rằng là gì? Nếu như mà ngân sách nhà nước phải đi vay nhiều, tức là chỉ số này cao, thì mình sẽ thấy rằng là gì? High deficit này, thâm hụt nhiều dẫn tới là tăng future tax, tăng thuế trong tương lai. Và tất nhiên là mình thấy rằng là khi mà tăng thuế thì dẫn tới cái trường hợp là các công ty họ sẽ ít đầu tư hơn, đúng không nào?
ít đầu tư sản xuất kinh doanh hơn, bởi vì họ nghĩ rằng là tăng thuế thì tôi càng tăng lợi nhuận tôi càng phải trả nhiều thuế hơn mà, đúng không nào? Không khuyến khích các công ty đầu tư, thành ra là gì, chúng ta sẽ giảm cái long term growth của nền kinh tế. Tiếp theo là gì, là khi mà nhà nước nợ quá nhiều thì dẫn tới là thị trường sẽ mất niềm tin, lose confidence in government, mất niềm tin vào chính phủ, dẫn tới là thị trường sẽ không mua các loại security chính phủ ban hành nữa, đúng không? Các ngân hàng thương mại không mua trái phiếu chính phủ nữa, dẫn tới là chính phủ không có tiền để tài trợ cho các khoản deficit, không có tiền trả nợ, dẫn tới anh ta sẽ làm sao ạ? Một là default, đúng không? Phải tuyên bố vỡ nợ. Hoặc nếu mà không tuyên bố vỡ nợ thì anh ta sẽ phải làm sao nhỉ? In tiền ạ? Đúng không? Anh ta rất là sướng bởi vì anh ta có chức năng in tiền. Nhưng mà nói vậy thôi, in tiền nó sẽ dẫn tới là lạm phát siêu mã, đúng không? Phi mã đấy. Rất là ảnh hưởng đến nền kinh tế. Bởi vậy chúng ta cực kỳ phải quan tâm đến cái tỷ lệ này. Tiếp theo, đó là khi mà nhà nước vay quá nhiều, tỷ lệ aggregate debt của nhà nước quá nhiều, thì dẫn tới là gì? Khi nhà nước đi vay quá nhiều thì lãi suất sẽ tăng, đúng không ạ? Lãi suất sẽ tăng. Lãi suất sẽ tăng thì đồng thời là gì? Chúng ta sẽ giảm investment. Và giảm tổng cầu. Người ta gọi cái trường hợp này là crowding out effect. Crowding out effect tức là trong cái trường hợp mà lãi mà nhà nước đi vay quá nhiều, cái borrowing của nhà nước nó outweigh hoàn toàn cái borrowing của thị trường private, của private sector. Bởi vì sao? Anh nhà nước đi vay quá nhiều dẫn đến lãi suất cao. Lãi suất cao thì chẳng anh nào dám vay tiền để đầu tư nữa cả. Thành ra là private borrowing bị giảm. Và khi đó thì mình sẽ gọi là crowding out effect. Và mình thấy rằng nhà nước đi vay nhiều và các anh private sector không vay, không đầu tư, khiến cho là toàn bộ nền kinh tế nó sẽ bị đi xuống. Đó. Crowding out effect tức là government borrowing chiếm toàn bộ phần borrowing, còn private borrowing sẽ bị suy giảm rất là nhiều. Thì đây là những lý do vì sao chúng ta phải quan tâm đến cái debt ratio này. Và sau đây thì mình sẽ xin trình bày 4 cái lý do, 5 lý do vì sao có những người họ lại cho rằng là những cái chỉ số này, chỉ số debt ratio của nhà nước này là chỉ số mà mình không cần quan tâm. Thì lý do đầu tiên là gì? Nếu như mà nợ của chính phủ held by domestic citizen, nếu như mà nhà nước đi vay chỉ là vay dân chúng của mình thôi thì người ta không cần quan tâm đến chỉ số này nhé. Citizen cả lớp nhé. Nói là chỉ số này. Bởi vì là gì? Bởi vì như vậy là thể hiện rằng dân chúng vẫn có niềm tin vào anh chính phủ mà, đúng không nào? Cho nên là chúng ta không cần care. Thứ hai là nếu mà người ta sử dụng, nhà nước sử dụng debt để đầu tư, to finance capital investment, capital investment, nếu nhà nước sử dụng cái khoản nợ này để đầu tư thì mình sẽ thấy là nó sẽ có xu hướng là tăng economic growth, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta lại càng phải ủng hộ cái debt ratio này, càng vay nhiều, càng đầu tư nhiều thì nền kinh tế sẽ càng tăng trưởng nhiều. Tiếp theo mình sẽ có rằng là gì? Mình thấy rằng là người ta cho rằng nền kinh tế, nhà nước sẽ tự cân đối được cái budget của mình bằng việc là họ ngay lập tức sẽ có chính sách thay đổi thuế tương ứng, tax reform, prompt, tức là ngay lập tức nó sẽ phản hồi lại bằng tax reform, thì khi đó
nhà nước sẽ tự cân đối được cái budget của mình. Thứ ba, thứ tư đó là cái Ricardian equivalence. Nếu như theo cái lý thuyết của Ricardo đấy, theo cái equivalence mà chúng ta vừa trao đổi ấy, thì khi mà nhà nước tăng deficit phải đi vay nhiều thì ngay lập tức sẽ có cái sự hồi âm lại từ cái household, từ cái private sector, và như vậy thì nền kinh tế lại trở về được cái trạng thái cân bằng và không cần tác động nhiều. Và cuối cùng đó là gì? Đó là khi mà GDP của nền kinh tế, GDP nền kinh tế đang nhỏ hơn cái mức GDP sao? Đúng rồi ạ. Thì khi đó cái government deficit sẽ khiến cho là mình có thể tăng government spending, đúng không ạ? Đây là một cái cách để chúng ta tăng được tổng cầu, và như vậy sẽ đưa nền kinh tế trở về cái mức optimal của nó. Đấy, thì đây là năm cái lý do mà người ta đưa ra để tại sao chúng ta không cần quan tâm đến cái chỉ số này. Cái gì? Cái lý do này à? Nói chung về cơ bản đã có vay thì có rủi ro rồi. Thì hai cái, một bên form với again thì nó là hai cái extreme, đúng không nào? Thì mình thấy rằng là gì, chúng ta đứng ở giữa, chúng ta thấy rằng đôi khi nó cũng quan trọng và đôi khi nó cũng không quan trọng. Đấy là tùy vào điều kiện của một quốc gia. Ví dụ như là những cái quốc gia lớn mà có nền kinh tế nó rất là vững chắc rồi ấy, thì đôi khi người ta cũng chẳng hẳn quan tâm đến cái này. Nhưng những cái quốc gia nhiều developing country chẳng hạn, mình thấy rằng nếu mà chính phủ vay nợ quá nhiều thì cái khả năng bị default rất là cao. Thì khi đó cái debt ratio này nó lại cực kỳ quan trọng. Đó. Thì trước không biết có phải nói lớp mình không, nhưng mà mình nói rằng là có một cái câu trả lời ấy, nó đúng với tất cả câu hỏi, đó là it depends. Đúng không? It depends. Thế nhá, nội dung cuối cùng của cái chương này, mình học xong phần này mình có thể nghỉ trưa nhá, cả lớp nhá. À chết, hai nội dung nữa. Hai nội dung ngắn nữa. Thế thì mình lúc nãy mình nói về monetary policy thì mình có nói đến là cái difficulties, đúng không? Trong việc triển khai monetary policy, thì bây giờ đối với fiscal policy cũng vậy. Những cái khó khăn, những cái limitation khi mà triển khai cái fiscal policy. Việc triển khai nó sẽ gặp những khó khăn như thế nào? Thứ nhất sẽ gặp khó khăn khi mà chúng ta có economic forecast. Might be wrong. Thế thì khi mà nhà nước áp dụng các chính sách tài khóa thì họ sẽ dựa vào những cái dự báo của nền kinh tế. Họ nghĩ rằng nền kinh tế trong tương lai sẽ như thế này, bởi vậy tôi sẽ tác động như thế này. Tuy nhiên nếu như cái dự báo này không đúng thì khiến cho là cái chính sách của mình nó cũng sẽ không đúng, đúng không nào? Tần tới là sẽ đưa ra những cái incorrect policy. Tiếp theo là sẽ có những cái delay in practice. Tức là trong việc triển khai các cái chính sách này sẽ có những cái delay, cái độ trễ nhất định. Thì người ta chia ra ba loại độ trễ. Thứ nhất là recognition lag. Recognition lag này. Trễ trong nhận thức. Thứ hai là action lag. Và thứ ba là impact lag. Thì recognition lag này này là độ trễ khi mà gì? Độ trễ khi mà chúng ta nhận ra vấn đề, đúng không nào? Khi là nền kinh tế có vấn đề thì nhà nước cũng phải mất một độ trễ để nhận thức được cái vấn đề đấy, đúng không? Và sau khi mà nhận thức được xong, họ đưa ra một chính sách thì chính sách đấy phải có độ trễ trong việc gì nhỉ? Thực thi, đúng không nào? Và cuối cùng là sau khi chính sách thực thi xong thì phải có độ trễ để cái chính sách đấy có thực sự có tác động đến nền kinh tế. Thế tổng ba cái độ trễ này nó sẽ thành một cái độ trễ rất là lớn đối với việc thực thi chính sách. Đúng rồi. Other nhé, mình sẽ có một nhóm other là một số những cái difficulty khác. Ví dụ như là economic stats. Sao nãy giờ toàn biết sai từ này nhé. Economic statistics này. Tức là gì? Tức là những cái economic statistics là những cái thống kê của nền kinh tế. Đôi khi là thống kê đưa ra nhưng chúng ta đọc sai hoặc là thống kê sai chẳng hạn, cũng ảnh hưởng đến chính sách này. Rồi cái crowding out effect này, đúng không?
carrying out effect này cũng là một trong những difficulty khi mà thực hiện chính sách. Thứ hai, thứ tiếp theo đó là supply shortage. Supply shortage tức là sao? Tức là chúng ta tìm mọi cách để chúng ta tăng tổng cầu đúng không? Nhưng mà chúng ta phải tưởng tượng là tăng tổng cầu nhưng nó phải đi đôi với cả cái lượng cung phù hợp đúng không nào? Tăng tổng cầu nhưng mà chúng ta bị thiếu hụt cái nguồn cung cấp, dẫn đến là tổng cung của mình sẽ làm sao? Không đáp ứng được tổng cầu đúng không? Thành ra là chính sách cũng vô hiệu hóa. Limit to deficit tức là nhà nước muốn tăng thâm hụt ngân sách bằng việc là tăng chi tiêu đúng không nào, để tác động lên tổng cầu. Tuy nhiên vì một cái lý do về regulation nào đó mà chúng ta chỉ được tăng deficit ở một mức nhất định thôi, hoặc nếu không phải vì regulation thì deficit tối đa cũng chỉ về một mức nào đấy đúng không nào, không thể tăng deficit quá được. Thành ra là gì, chúng ta có một cái giới hạn trong việc thực thi chính sách này. Và trong trường hợp mà nhà nước có multiple target, nào multiple target đi, của Việt Nam mình mới gọi là rõ nhất đây này, đó là khi mà chúng ta vừa muốn ổn định lạm phát mà vừa muốn thúc đẩy employment đúng không nào. Chúng ta muốn kiểm soát lạm phát nhưng mà nếu lạm phát ở quá thấp thì dẫn tới là unemployment lại cao đúng không ạ? Đấy, cho nên là khi mà chúng ta thực hiện cái chính sách tài khoá lúc nào phải đi đôi giữa lạm phát và thất nghiệp ý, thì dẫn tới là rất là khó có thể triển khai được cái chính sách này. Nếu mà nhà nước có multiple target thì đôi khi rất là khó để áp dụng chính sách tài khoá. Fiscal policy này. Đây, interactions, sự tác động lẫn nhau giữa tổng hòa giữa hai cái chính sách là chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá. Ở đây dấu cộng mình ký hiệu là cho expansionary tức là chính sách nới lỏng, và dấu trừ là contractionary là chính sách thắt chặt, được không ạ? Chính sách nới lỏng tiền tệ tức là khi mà mình tăng cung tiền, còn chính sách nới lỏng đối với cả tài khoá tức là khi mà mình tăng chi tiêu chính phủ hoặc giảm thuế, đúng không ạ? Và chính sách thắt chặt thì ngược lại như vậy. Thế bây giờ mình sẽ có 4 trường hợp. Thứ nhất là khi cả hai chính sách này cùng nới lỏng, đúng không? Thì sẽ dẫn tới là gì ạ? Cả hai chính sách cùng nới lỏng thì sẽ dẫn tới là lãi suất trên thị trường sẽ giảm, đúng không? Và cả hai lĩnh vực là private và public sector, cả hai cái lĩnh vực này đều expand, đều tăng trưởng nhé. Chính phủ cũng tăng chi tiêu mà private cũng tăng chi tiêu, tăng đầu tư. Trường hợp cả hai chính sách này đều là thắt chặt, đều là dấu trừ thì nó chỉ làm sao ạ? Ngược lại, đúng không ạ? Ngược lại. Ngược lại nhé, reverse lại chính sách kia. Rồi, trong trường hợp fiscal policy là chính sách mở rộng nhưng mà monetary policy lại là chính sách thắt chặt thì mình thấy có điều gì xảy ra? Thì trong trường hợp này mình sẽ observe được rằng là lãi suất trên thị trường tăng, government spending tăng, tổng cầu cũng tăng. Bởi vì sao? Đây mình sẽ thấy ra là gì? Government spending của mình tăng đúng không ạ? Dẫn tới là chính phủ phải đi vay nhiều hơn, đúng không? Chính phủ vay nhiều hơn thì dẫn tới là lãi suất trên thị trường nó tăng lên, đúng không? Lãi suất tăng, tất nhiên lãi suất tăng thì investment sẽ giảm rồi đúng không nào? Nhưng mà mình thấy rằng là gì? Mình thấy rằng cái như mình nói lúc nãy ấy, thì cái tăng chi tiêu chính phủ là cái mà tác động nhanh nhất đến thị trường, cho nên là dù chính phủ có tăng chi tiêu của mình mà investment giảm thì cái phần tăng của chính phủ nó vẫn outweigh được cái phần giảm của investment. Mình hiểu như vậy nhá. Cái phần tăng của chính phủ bao giờ cũng là phần tác động mạnh nhất, nó sẽ outweigh được toàn bộ cái phần giảm của nền kinh tế. Thành ra trong trường hợp này tổng cầu nó vẫn tăng. Được chưa?
Và trường hợp ngược lại thì mình sẽ nhận thấy rằng là lãi suất trên thị trường giảm bởi vì là chính phủ giảm chi tiêu và chính phủ giảm borrowing, cho nên lãi suất trên thị trường giảm. Đúng không? Tuy nhiên bởi vì chúng ta có cái chính sách tiền tệ mở rộng cho nên rằng là gì? Cho nên là chúng ta vẫn tăng consumption. Và dẫn tới là tổng hai cái này, người ta observe được giá tổng hai cái này dẫn tới là vẫn tăng GDP. Bởi vì cái chính sách tiền tệ nó có tác động rất là mạnh, rất là nhanh. Thành ra là gì? Overall chúng ta vẫn thấy tăng được GDP. Đó, khi đây là phần interaction giữa hai cái chính sách này. Ok, cả lớp ơi. Cho mình tí nhé.